Trời, mẹ áo nắng em tặng hết mẹ áo nắng. Hello mọi người, em chào cả nhà nha. Hello, hello mọi người. Em chào chị Nhung Hà này. Áo parka đây chị, parka hết rồi chị ạ. Này nóng lắm chị ơi, này nóng lắm. Hết parka rồi nha các chị nha. Một bác chia sẻ bài viết cho em một lượt nha mọi người. Em tặng hết áo nắng này các chị mọi người này. Này rồi mấy cái áo nắng này em tặng cho mọi người luôn nhá. Mấy cái đây nhở. Mấy cái áo nắng này em tặng 19.000 nhá. Nắng dài 19.000 mọi người. Nào, nắng dài cho em nhá. Giá các chị là 19.000. Em chào chị Trần Hoàn, em chào chị Giáp Tuấn Hiếu này, em chào chị Kim Loan này. Đây, mọi người vào chia sẻ lá chín giúp em nhá. Mỗi bác mình vào chia sẻ bài viết cho em một lượt mọi người này. Này, mã này nhá mọi người. Giá các chị mình là 19.000 mọi người. Áo đẹp quá, ok cảm ơn chị. Chống nắng dài nhá mọi người. Khủng khiếp về giá cho các chị. Giá khủng khiếp chưa mọi người ơi. 19.000 một cái nhá mọi người nhá. 19.000 này. Chị nào mình chưa chia sẻ nhá mọi người nhá. Các chị bấm chia sẻ lá chín giúp em. Một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hội nhóm nào. Hôm nay xả mọi người nào. Hôm nay tổng củ xả nào. Hôm nay bắt đầu xả nhá mọi người nhá. Với giá cho mọi người là 19.000 luôn mọi người này. 19.000 một cái nhá. Rồi đồng giá hết 19.000 nha mọi người. Đồng giá hết cho các chị với giá là 19.000 một cái luôn mọi người. Đây. Mỗi bác mình chia sẻ bài viết lên cho em một lượt nhá. Rồi. 19.000 luôn mọi người. Đẹp dã man luôn mọi người này. 40 cân đến 60 cân mặc vừa luôn. Đấy. Size từ 40 cân nha các chị nhá, đến 60 cân là các chị mặc vừa luôn, hàng 130. Cái này là hàng 130 nhá mọi người, nhưng em nói luôn. Hàng này là hàng 130. Đó. Em xả cho các chị mọi người này với giá là 19.000 một cái nhá. Thì nghĩa là mình chưa chia sẻ mọi người này, các chị bấm chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hỗ trợ nhóm cho em. Hôm nay là còn bao nhiêu các chị ơi? Còn bao nhiêu nhá? Là em sẽ bán hết cho các chị bấy nhiêu. Cứ còn bao nhiêu em xả hàng hết bấy nhiêu luôn cho mọi người này. Đó. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Bác nào mình chưa chia sẻ mọi người này, các chị bấm chia sẻ lá chín giúp em. Một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hỗ trợ nhóm lên cho em nhá. Nào, chống nắng em xả là 19.000 mọi người luôn này. Chống nắng nhưng mà không chọn màu mọi người ơi. Chống nắng nhà em xả là không chọn màu nhá. Ai được đọc tên thì mới được mọi người ơi. Chống nắng ai chia sẻ này và được đọc tên thì mới được nhá. Không phải là tất cả mọi người sẽ được nhá các chị ơi. Không phải là tất cả mọi người đều sẽ được đâu nhá. Chỉ có chị nào mình có chia sẻ mọi người này. Đấy, có logo là người chia sẻ thì mới được. Chứ không phải là tất cả mọi người đều được nhá mọi người nhá. Ai phải có lượt chia sẻ nhá thì mới được nhá. Chứ mà tự nhiên em bán 19.000 nha mọi người. Này, tất cả chị nào có logo là người chia sẻ mọi người này, đã chia sẻ một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hội nhóm mới được nhá mọi người nhá. Đấy. Và khi mọi người đã có cái logo là người chia sẻ rồi này thì là mới được nhá. Được chưa ạ? Không được lấy hai cái đâu chị ơi, cái đây là quà tặng. Không phải là tất cả mọi người đều được đâu nhá. Ai chia sẻ bài viết nhá mọi người ở chế độ công khai mọi người này. Và được đọc tên thì mới được nha. Được chưa ạ? Xả hàng là 19.000 nha. Xem là được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi này. Mỗi bác chia sẻ bài viết lên cho em một lượt nhé mọi người. Đây. Em xem là được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, bắt đầu lên nhé mọi người. Nào. Trời ơi mọi người, bây giờ mình có 200 lượt chia sẻ. Các bác chia sẻ nhiệt tình lên này, em tặng quà đi nào mọi người nào. Chị nào mình chưa chia sẻ nha, bấm chia sẻ bài viết cho em. Một lần vào trang cá nhân này, ba lần vào các trang hội trợ nhóm lên cho em để bắt đầu tặng quà cho mọi người nào. Trời ơi, hôm nay thấy lượt tương tác hơi bị ít luôn đó mọi người. Hôm nay thấy lượt tương tác ít quá mọi người này. Tặng chụp nắng 19.000 mà còn không có tương tác thì tặng cái gì để tương tác lên được mọi người nhỉ? Thì tặng cái gì cho nó có tương tác, bây giờ được em xả hàng là 19.000 mà còn đang không có tương tác thì các chị nào cho tặng nhanh nhá. Nào chị nào chia sẻ rồi nào. Ai chưa chia sẻ thì các chị bấm chia sẻ bài viết lên cho em. Bác nào mình đã chia sẻ rồi cho em xin lỗi thả tim mọi người. Chị nào mình đã chia sẻ bài viết rồi nhá. Cho em xin muốn thả tim đi nào, bắt đầu thấy nhiều tim em tặng quà nào. Bắt đầu thấy nhiều tim nhá. Là lên áo nắng luôn này. Nào, lên luôn áo nắng 19.000 này. Tim lên đi mọi người ơi. Cho em xin cứ thả tim nào. Bình luận cho em này. Nắng dài 19.000 và kèm số nạ cho em. Nào, lên cho em mã nhá. Nắng dài 19.000 đồng. Cộng số điện thoại cho em, ghi đúng mã hàng cho em nhá. Các bác phải ghi đúng mã hàng cho em thì là em mới chốt đơn được nhá. Ghi cho em mã hàng nắng dài đi mọi người. Nắng dài này kèm số điện thoại cho em là em chốt nhá mọi người nhá. Này.
Rồi, bắt đầu chốt đơn nhá. Đừng ghi là mã chống nắng mọi người, em đọc mã nắng dài mà. Thế các chị lên cho em mã là nắng dài cho em nhá. Nắng dài cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá. Được chưa ạ? Rồi, nắng dài đầu tiên của chị Yến Phượng Huỳnh. Chị Yến Phượng Huỳnh một chiếc nắng dài là 19.000 này. Chị Yến Phượng Huỳnh nắng dài 19.000 này. Rồi nắng dài 19.000 này là của cô Dương Vừng. Cô Dương Vừng một chiếc nắng dài 19.000 này. Rồi nắng dài là 19.000 nhá mọi người nhá. Nắng dài 19.000 của chị Lê Khuyên 19.000. Chị Lê Khuyên ok, nắng dài là 19.000 này. Nắng dài 19.000 này, nhớ là ai đã chia sẻ rồi nhá mọi người thì em mới chốt nha mọi người nha. Chị là mình đã chia sẻ rồi, mình tương tác nhiều lên. Mọi người tương tác nhiều lên thì comment của mọi người nó sẽ được hiển thị lên trên. Rồi của chị nước mắt không màu này. Chị nước mắt không màu một chiếc nắng dài này. 19.000 mọi người này. Nào, tặng hết luôn các chị này. Nắng dài 19.000 tiếp luôn mọi người này. Không chọn màu nhá. Được màu nào lấy màu đấy ạ. Nắng dài 19.000 là của chị Thanh Loan Nguyễn một chiếc 19.000. Chị Thanh Loan Nguyễn một chiếc 19.000 này. Rồi chiếc cuối cùng nào. Chiếc cuối cùng nắng dài 19.000 nhá mọi người, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi mọi người. Chị nào mình chưa chia sẻ nhá, bấm chia sẻ này. Chị Lương Ngọc Khanh. Chiếc cuối cùng sẽ là của chị Lương Ngọc Khanh nhá. Đây. Chị Lương Ngọc Khanh một chiếc với giá là 19.000 này. Rồi ok. Áo này đây. Bây giờ em xả cái mã này mọi người là chỉ còn size 50 cân đến 65 cân thôi. Bây giờ em xả luôn áo đang mặc nha các chị nhá. Mỗi bác chia sẻ bài viết cho em một lượt nhá. Áo này của em đó là hàng tơ lụa nhá mọi người. Này. Mã này của nó sẽ là hàng tơ lụa nhá mọi người. Em xả nó không chọn màu đâu các chị này. Áo tơ lụa nhá mọi người. Hàng bình thường là hàng 119.000. Cho em xem cái xem có bao nhiêu cái áo này. Bê hết sang cho em xem để em bắt đi. Rồi mọi người ơi, bây giờ em sẽ bắt đầu lên áo đang mặc cho các chị mọi người này. Hôm nay xả hết nhá mọi người. Hôm nay em xả hết nhá. Thôi có bao nhiêu xả nó bấy nhiêu mọi người. Tầm này thì các chị nhá. Có bao nhiêu này thì em xả gọi là nốt bấy nhiêu thôi. Áo này là áo hàng tơ lụa nhá mọi người nhá. Em xả không chọn màu. Nay em nói luôn là em bán xả rẻ luôn nhá. Cực kỳ rẻ luôn. Chứ không phải là rẻ nhá. Cái áo này nhá mọi người bình thường này. Riêng đối với cái áo mà em đang mặc bình thường giá là 120. Giá bình thường các chị nhá, 120.000 một cái. Đó, bây giờ chỉ còn size từ 50 cân. 50 cân nha các chị nhá. Đến nó 65 cân là các chị mặc vừa. Và em xả không chọn màu. Em xả không chọn màu nhá các chị nhá. Chỉ chọn cân nặng thôi. Các chị lên cho em mã hàng là tơ lụa và kèm số nạ cho em. Đây là áo hàng tơ lụa nhá mọi người nhá. 119.000 một cái này. Bây giờ em xả các chị này 35.000 đồng một cái. Chị nào lấy một cái thì sẽ là một màu này. Lấy hai cái nhé mọi người nhá, thì sẽ là hai màu. Đó, từ 50 cân đến 65 cân nhé mọi người. 50 cân nha các bác nhá. Đến 65 cân là các chị mặc vừa. Đấy, mình sẽ lên cho em mã hàng là tơ lụa cộng số điện thoại cho em. Là em sẽ nhận đơn giá 35.000 đồng. Được chưa ạ? Lên đúng mã hàng cho em nhá. Rồi chị Vi Đào, chị Vi Đào để lại cho bên em số điện thoại nhé, chị Vi Đào nhá. Rồi, lên cho em mã hàng là tơ lụa nhá. Nhận được quần tất bên hàng rồi, đẹp lắm đấy. Ok, cảm ơn chị. Rồi chị Phan Lê Anh hai cái. Chị Thu Hương, ok này, em xả không chọn màu các chị ơi. Chọn cân nặng không chọn màu 119.000. Cái này màu nào cũng đẹp mọi người, bây giờ em bán các chị 35.000 thôi. Rồi chị Nguyễn Hải ạ. Chị Yến Nguyễn ạ. Chị Thảo Thảo này. Chị Thoa Lê Thị ok có luôn này. Chị Liễu Ngọc ok này. Mọi người ơi, em xả 35.000. Chị Thúy Quỳnh ạ, chị Đỗ Lê ạ, chị nào lấy ba cái ba màu nhá. Rồi chị Phê Nguyễn ok ạ. 35.000 nha các chị ơi. Lên cho em mã là tơ lụa cho em, hàng là thiệt đẹp, mềm, mặc cực kỳ là nhẹ luôn. Cái mã tơ lụa thì nó cực kỳ đẹp rồi mọi người, nghe cái tên đã biết là hàng xịn rồi. Rồi chị Loan Hoàng này. Đẹp lắm luôn nhá mọi người nha, không chọn màu chỉ chọn cân nặng.
chị nào nhá mọi người nhá, lấy một cái mọi người này thì sẽ làm một màu này. Lấy hai cái nhá các chị nhá thì sẽ là hai màu cho em nhá mọi người nhá. Lên giúp em mã là tơ lụa cho em. Tơ lụa này. Trời ơi, tự nhiên một đống bình luận rác luôn. Cứ tư vấn cái gì đây trời. Rồi lên đúng mã hàng cho em mọi người này. Cho cái bọn này sao lại đùa chứ một phát nó. Này. Phải đến mười mấy cái nick luôn. Lên đúng cú pháp cho em nhé mọi người nha. Mã hàng là tơ lụa cho em mọi người. Tơ lụa này kèm số điện thoại cho em mọi người này. Là bên em chốt đơn chị Vũ Thắm này, chị Dương Mạnh này. 35.000 chị ạ, chị Yến Phương Huỳnh này. Chị Hiền Phương này. Của chị Thoa Lưu này. Chị Thu Hoàng, ok chị này 50 cân nhé mọi người. Đến 65 cân nhá là các chị sẽ mặc vừa nhá. Lên đúng mã hàng là tơ lụa cho em nhá. Chị Ngân Phạm này, chị Tòng Nhật Tiến này, chị Hương Hắc Quy, ok chị này, chị Vương Thị Toàn này, chị Nguyệt Phạm, ok chị này, chị Hiền Phương này, chị Trâm Minh, ok chị này, 35.000 chị ạ, không phải 50.000 là 35.000 thôi, được chưa ạ? Rồi chị Tâm Vũ này, chị Luân Thị Vân này, của chị Triều Hạ, ok chị này, 35.000 đồng một cái nhé, chị nào lấy một cái là một màu, lấy hai cái là hai màu, của chị Nguyễn, ok chị này, đúng rồi. Là áo đang mặc như em xả là không chọn màu các chị ạ. Rồi của chị Hiền Phương này. Chị Trần Thủy Kim Vi có luôn này. Chị Huyền Huy Hoàng này. Chị Trần Hiền lấy ba cái lên số cho em chị ơi. Chị Mỹ Dung này bao nhiêu tiền một cái em bán 35.000. Em bán 35.000 nhá. Rồi chị Hằng Nguyễn ok 3 chiếc. Chị Lê Thủy 2 chiếc. Size từ 50 cân nhá mọi người. Đến 65 cân là các chị mặc vừa nhá. Lên cho em mã là tơ lụa giúp em. À. 50 cân nha các chị nhá, đến 65 cân thôi, size nhỏ bên em hết hàng rồi. Hết size nhỏ rồi nha các chị nhá, chỉ còn size to. Hàng tơ lụa thì cực kỳ đẹp luôn, xả thì các bác hình bao rẻ. Rồi chị Kim Liên này, chị Nguyễn Thùy An này. Chị Phương Mùi ok chị này. Chị Phạm Thị Hằng ok này. Chị Đoàn ok chị này. Tôi có chưa gọi lên số cho em, chị Thu Phương ok này. 35.000 đồng không nghe nhầm giá nhá mọi người nhá. Rồi chị Loan Vũ ạ, của chị Trần Thị Sáu có luôn chị này. Chị Nông Liên này, chị Thị Xuân Nguyễn này. Chị Lê Lan Cường ok có luôn chị này. Chị Lê Huyền này. Chị Vân Hoàng có rồi chị này. Lên đúng mã hàng cho em nhé, áo tơ lụa chị Mimi ok chị này. Ba cái đi ba màu nhé mọi người nhé. Chị Phương Thơ ok hai cái chị này. Chốt đúng cho em mã hàng là tơ lụa cho em mọi người này. Tơ lụa cộng số lại cho em chị Nguyễn Lương này. Chị Quyên Cao này, chị Phạm Muối này. Chị Cua gì đây, em không đọc được tên khó đọc quá chị ơi. Rồi của chị Ly Lê này. Chị Hoàng Lê này. Các chị lên cho em mã hàng là tơ lụa nhé mọi người. Rồi chị Loan Nỗ này. Chị Ao Dương này, chị Thu Hương này. Sáng nay gọi điện là nhà em gửi hàng rồi chị ạ. Đã gọi điện rồi nhé mọi người. Là bên em gửi hàng rồi. Rồi chị Lê Kiều Hoa này. Chị Cô Tiến ok chị này. Chị Liên Hùng ok có luôn chị này. Mã là tơ lụa và kèm số lại cho em này. Chị Thúy Lê ok chị này. Giá các chị em mình sẽ là bao nhiêu tiền ạ? 35.000 đồng một cái nhé mọi người. 35.000 đồng. Đây giúp em mã hàng là tơ lụa cho em nhé. À răng mặt của em là 35.000 chữa nhé. Em xả không chọn màu. Xả 35.000 đồng một cái là không chọn màu nhé. Chị nào lấy một cái là một màu. Lấy hai cái là hai màu, chỉ chọn cân nặng phù hợp thôi. Bên em chỉ còn size từ 50 cân đến 65 cân. Có nhìn thấy chị duyên nặng đấy mọi người. Đặt hàng cứ để lại cho bên em số điện thoại nhá. Nhiều chị bình luận em không có đọc kịp ấy. Mọi người cứ để lại cho bên em số điện thoại là có đơn. Đấy. Cứ đặt hàng nhé mọi người nhá. Để lại số điện thoại là mọi người sẽ có đơn nha các chị nhá. Không cần đọc tên các chị vẫn sẽ có đơn. Được chưa ạ? Đấy. Rồi bây giờ em chuẩn bị qua mã này. Ai chưa có áo tơ lụa nha các chị lên nó cho em áo tơ lụa cho em. Tơ lụa và kèm số lại cho em này. Còn riêng cái mã này mọi người, mã hàng tất cao cấp nhất, đây là tất công ty. Mã này là hàng tất công ty nhé mọi người. Giá các chị này 35.000 một đôi. Giá toàn bộ đều là hàng 35.000 với lại 30.000 nhé mọi người. Các chị nhìn xem này đây. Giá nhé mọi người nhé, từ 35.000 đó, từ 30.000 này đến 35.000 đồng một đôi. Giờ em bán xả không chuẩn màu tất. Tất em xả không chọn nhé mọi người. Đây, hàng VIP các chị nhìn xem mọi người này. Nó có giá nhá. Đây, tất cả những hàng này nó sẽ đều in giá trên mark hết luôn. Đây là hàng tất công ty á. Giá toàn là 30.000 và 35.000 đồng một đôi. Hôm nay em tặng hết các chị, em nó luôn tặng hết nhá. Các chị lên cho em mã là tất công ty cộng số điện thoại cho em.
không chọn nhé mọi người, 5 đôi bất kỳ luôn. Cứ 5 đôi bất kỳ cho em mọi người này. Nó sẽ có thể 5 đôi này thì có thể là sẽ có lớp có 2 màu. Nó bởi vì là nó sẽ không có đủ 5 màu đâu, nó có tầm khoảng 3 4 màu thôi. Thì nó sẽ có màu là trùng nhau nha các chị nhá. Lên cho em mã hàng là tất công ty cộng số điện thoại cho em. Riêng hôm nay ấy thì em bán hết tất cả cho các chị là bao nhiêu tiền ạ? 25.000 đồng là 5 đôi. Được chưa ạ? 25.000 đồng nha các chị ơi, là 5 đôi tất ạ. Có cho kiểm tra hàng không em? Có chứ chị ơi. Kiểm tra hàng thoải mái luôn các chị ạ. Kiểm tra hàng tẹt bô luôn nhá. 25.000 đồng là 5 đôi tất công ty nhá. Các chị bình luận cho em là tất công ty này cộng số điện thoại cho em. À, tất nhà em nó sẽ đều có giá nhá mọi người. Đều có giá ở trên mác này hết luôn nhá. Cứ 25.000 đồng. 5 đôi các chị nhìn này. Đây. Giá toàn 30.000 các chị nhìn này. Đấy. Tất nó hàng có giá trên mác và có mã vạch luôn này các chị nhìn này. Có mã vạch có số để các chị check luôn á. Không đọc tên vẫn có đơn nhá. Chứ em không đọc kịp đâu. Em không đọc kịp hết nhá mọi người nhá. Đó, không cần đọc tên các chị vẫn sẽ có đơn. Tất công ty em xả luôn mọi người này. Bình thường 30.000 một đôi. Tất công ty nhá, đôi nào rẻ nhất này là 30.000 một đôi với lại 35.000. Giá sẽ là từ là 30.000 các chị ạ. Đến 35.000 đồng một đôi tất công ty. Bây giờ em xả các chị mọi người. Bao nhiêu tiền ạ? 25.000 đồng nhá mọi người, là 5 đôi luôn nhá. Xả vải khô em còn. Đũa thì là hết các chị nhá. Đũa thì hết chứ xả vải khô thì nhà em còn đấy các chị ạ. Đấy. Lên đúng cú pháp cho em mọi người là tất công ty nhá. Cộng số điện thoại cho em cứ 5 đôi. 25.000 đồng 5 đôi. Riêng tất công ty của nhà em 25.000 mọi người này. 5 đôi này. Mà các chị không hài lòng nhá mọi người nhá. Về chất lượng tất của em, em sẵn sàng em cho các chị trả lại hàng luôn. Bởi vì tất của nhà em quá đẹp. Nếu như để nó bình thường mà tất 30.000 một đôi, rất là ít người mua em nói thật. Đây là hàng xịn. Kiểu như là những người mà gọi là người ta có tiền nhưng mọi người, người ta dư giả một chút đi thì người ta mới mua tất 30.000 một đôi. Em nói thật đấy. Bản thân em nhưng mọi người cũng không bao giờ em mua tất 30.000 một đôi em đi đâu. Em chỉ mua bình thường, kể cả các loại đắt đi là em mua có loại 15.000 một đôi thôi, hoặc là 10.000 một đôi thôi. Còn đây là hàng tất VIP, hàng công ty các chị này. Đây. Nó có mã vạch nhá mọi người nhá. Đây. Có mã vạch và có in giá đây mọi người này. Đây là số 3 nhá. Đây. Số 3, số 0, số 0, số 0, số 0 đây. 1 số 3 và 4 số 0 đây. Là giá là 30.000 đấy các chị này. Bình thường tận là 30.000 đồng một đôi. Đấy, bây giờ em xả các chị mọi người này. 25.000 đồng là 5 đôi luôn cho em. Đôi nào cũng như đôi nào các chị nhìn cho em này. Đây. Nó đều có giá hết nhá mọi người. Đều có giá này và đều có mã vạch. Em cho các chị xem từng đôi một luôn. Đây. Đôi nào cũng có mã vạch nhá. Và có giá. Để các chị check luôn nhá mọi người nhá. Nhìn cho em mọi người này. Đấy. Lên luôn cho em mã hàng là tất công ty cộng số điện thoại cho em. Đó. Là bên em chốt đơn nhá mọi người. 25.000 đồng 5 đôi. Hôm nay là em tặng hết đấy các chị ạ. Hôm nay là giá bất chấp đây em tặng hết luôn. Hàng này em cho các chị xem hẳn một cái đôi tất, em bóc cho các chị xem này. Em bóc cho các chị xem là cái chất lượng của tất. Cho các chị xem cái vải của tất của nhà em nhé. Xem là chất đẹp hay không. Cú lên số điện thoại là có đơn chị ơi. Em không đọc tên kịp ý mọi người. Cứ bình luận cho em mã hàng và kèm số. Để nói tất với mọi người thì ai mà phải đi tất đúng không? Ai cũng phải đi tất mọi người ạ. Rét này mọi người không đi tất á. Đấy. Thì là nó gì ạ? Nó bút hết chân. Chị ơi, 5 đôi này không có đủ 5 màu. Tất này của chị có 3-4 màu thôi. Tất chỉ có 3-4 màu nên sẽ có màu trùng nhau nhá chị nhá. Đấy. Lên đúng cú pháp cho em mọi người này. Chị ơi, tất này nó có 3-4 màu ý. Đó thì 5 đôi của mình sẽ có tầm khoảng 3-4 màu nhá. Chứ không phải là 5 đôi 5 màu đâu. Nó cũng sẽ có màu trùng nhau đấy. Đây. Các chị nhìn cái vải của nó mọi người này. Dày nhâm mịn. Cái tất này thì các chị cứ đi cho em đến 2 năm, 3 năm. Sao bán rẻ thế em? À, mình đang đeo tất nhà hàng đây. Em cảm ơn chị Lệ Quyên. Tất nhà em đẹp lắm mọi người ạ. Tất mịn. Tất rất là mịn nha mọi người nhá. Riêng thì em không có bao giờ mà em đi lừa đảo các chị gì 5 đôi tất đâu. Đẹp thì em bảo đẹp thôi. Lừa đảo cái gì nhiều quá chứ không bao giờ đi lừa đảo 5 đôi tất đâu mọi người ạ. Có 25.000 5 đôi. Không bỏ lừa đảo nha mọi người nhá. Đấy. Lên đúng mã hàng cho em là tất cho em mọi người. Bình thường bây giờ các chị người ta ra ngoài nhá, người ta lừa đảo hàng bao nhiêu tiền mọi người. Chứ còn riêng như em bán cái tất này 5.000 một đôi mọi người. Làm sao mà lừa đảo được. Các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Lừa đảo làm sao được đúng mọi người. Đấy.
Chị nào mình lấy nhá mọi người nha, chốt cho em hàng là tất công ty cho em nhá. Tất công ty mọi người này, cộng số điện thoại cho em nhá. Là bên em chốt đơn. Chân váy mặc em không bán chị ạ. Còn áo em mặc thì nhà em xả là 35.000 một cái là không chọn màu. Đấy. Tất nhà em hàng hay bất cứ đồ gì cũng đẹp mà giá rẻ quá. Đó mọi người, em cảm ơn chị Mimi nhá. Đấy. Mimi cho em hàng là tất công ty mọi người này. 25.000 đồng là 5 đôi. 25.000 đồng nha các chị nhá. Là 5 đôi nhá. Bình luận cho em mã hàng là tất công ty này, cộng số điện thoại cho em. Là cả nhà có đơn nhá, em còn nha chị Lê Lưu. Rồi em qua mã cho các chị mọi người. Để cho em hết cái áo này, em xả đi. Áo kia em xả không chọn màu đi. Hôm nay xả. Chị chưa nhận được hàng nữa rồi. Chị nào mình chưa nhận được hàng thì các chị đợi cho em thêm nhá. Cái này hôm qua mình bán rồi, hôm qua mình mất. Nên hôm qua có bán chưa nhỉ? Không có bán đâu. Có, chiều hôm qua không. Tối qua mà, tối qua bán không? Tối qua không. Chiều hôm qua nè. Thôi là còn, thôi là còn sơn. Thôi giá mới đi. Nào. Hôm nay giá mới tặng hết nhá. Ra lưng ở phía sau kìa. Ra lưng ở phía sau kìa. Nào, bây giờ như các chị ơi em tặng hết này. Em nói luôn là cái mã này là bây giờ em tặng hết nhá. À, vứt cho em cái áo đấy ra đây. Đây. Hôm nay là còn bao nhiêu các chị em cho lên đường hết này. Cái này nhiều màu lắm, em xả không chọn màu, nhiều màu lắm. Nhiều màu lắm. Em xả hết nhá, không chọn màu nha các chị ơi. Nào hôm nay một phát. Một phát áo này nha mọi người nhá. Là toang luôn mọi người này. Mã này mã toang nhá. Đây, nghe là đẹp lắm mọi người ạ. Đẹp lắm luôn ấy. Đây, đợi em. Đợi em, các bác đợi em. Mã này tăng kho luôn rồi này. Này, đẹp lắm nhá mọi người nha. Em xả không chọn màu em bán hết các chị nhá. Em xả không chọn màu em bán hết là các chị hôm nay nhá. Nào, hôm nay bán rẻ hết là các chị mọi người này. Đây. Các chị lên cho em mã là tăng kho và kèm số điện thoại cho em đi. Nào, hôm nay tặng hết này. Tặng hết nhá mọi người nhá, 40 cân đến 60 cân cho em mọi người. 40 cân nha các chị nhá, đến 60 cân là các chị mặc vừa. Đây là em giảm cho chị một cái này. 39.000. 39.000 nha mọi người, tin là không các chị. Mà hàng này bình thường em nhập đã là hơn 40.000 rồi. Em nhập vào là 47 hay là 48.000 rồi ấy. Áo này bình thường em bán là 69.000. Đó, bây giờ em tặng các chị 39.000. Nên luôn cho em mã là toan kho và kèm số lại cho em. Đó, cái này em xả không chọn màu nhá các chị, nhưng màu gì đẹp mọi người nhìn này. Các chị nhìn cái áo nha em mọi người này. Màu nào cũng đẹp nhá các chị ơi. Toan kho và kèm số lại cho em. Đó, 75 cân không mặc vừa chị ơi, 62 cân đổ lại nhá. 62 cân đổ lại là các chị mặc vừa. Đẹp chưa mọi người? Toan kho và kèm số lại cho em. Nhức nách rồi các chị ơi. Chị Ninh Nguyễn đưa kem một chiếc này. Đấy. Đẹp long lanh cành đào mọi người này. 39.000 nhá mọi người. 39.000 đồng. Lên luôn cho em. Chị Tủ Nhựa Nam Định ok chị này. Chị Mimi ok này. Chị Hương Lê ok chị này. Đấy. Cái này hình nào cũng được, em xả là không chọn hình nhá. Chị Liên Hồng Phùng này. Chị Ân Hoài ok chị này. Chị Nguyễn Dư ok này. 75 cân không vừa nhá chị nhá. Đây. Đẹp quá ok, em cảm ơn chị ạ. Rồi của chị Phùng Lưu Thị Ba này, các chị cứ lên đúng mã nhé mọi người. Cứ lên đúng mã cho em mà có đơn nhé. 39.000 cho các chị luôn đấy mọi người. 39.000 đồng. Rồi chị Nguyễn Lương này. Chị Nguyễn Nhung ok chị này. Chị La Thu Ngọc này, cứ để lại cho em số điện thoại là có đơn nhé. Chị Ngọt Ngào ok chị này. 39.000 đồng mọi người. Chị Ngọc Vinh Nguyễn này. Chị Võ Trần Thị Thu Lâm ok chị này. Mã là toan kho và kèm số lại cho em này. Chị Hoàng Lê này, chị Trần 4 này, chị nào lấy hai cái sẽ là hai màu nhá. Ai lấy một cái là một màu, hai cái sẽ là hai màu, được chưa ạ? Rồi chị Hương Trần ok chị này. Rẻ quá mọi người, 39.000 cái áo này mọi người này. Chị ơi, nhà em không bán chọn cái như Phạm Thị Hằng ơi, bán chọn không chốt đơn. Rồi của chị Hằng Trần này, chị Bình Thuận này, chị Nguyễn Tuyến này, chị Lương Võ này, chị Trần Thị Lý ok này. Chị Tâm Vũ ok này, gần hết rồi mọi người này. Chị Loan Nguyễn ok này. Chị nào chưa có số lên số cho em nhé. Chị Lan Vũ này.
chị Dương Thị Hương này, chị Vân Anh Nguyễn, ok chị này, gần hết mã này rồi nhé mọi người. Chị Đặng Thị Vân này, chị Nguyễn Vân này, chị Vương Thị Toàn này, chị Dung Nguyễn, ok chị này, chị Thiên Lý, ok này, hai cái của chị Ngọc Quỳnh, ok này, chị Hà Lê này, chị Than Lưu, ok này. Mọi người nhớ lên mã cho em nhé, các chị ơi lên mã rồi em nhé, rẻ quá rẻ quá. Chị Nguyễn Hoạt này, chị Nguyễn Thị Sang này, chị Thúy Lê, ok chị này. Toàn kho không bán trận màu nhé bạn. Dung Mỹ nhà mình bán không trận màu bạn ơi, trận màu không có đơn đâu nhá. Các chị ơi trận màu bên này không chốt đơn đâu. Rồi em cái mã áo thì là đá. Bây giờ mã này nhé mọi người nhá, một cái mã này gọi là sốc nhiệt luôn là các chị này. Tất cả các chị sẽ đều rất là sốc nhé mọi người nhá, phải gọi là thực sự sốc luôn cái mã này. Không chọn hết, hôm nay là nói chung là áo đá thôi, không chọn. Hôm nay em xả hết áo đá các chị mọi người này. Mã này nhé mọi người nhá, một phát với các chị em mình là rẻ luôn, đúng chưa ạ? Một phát vào hôm nay gọi là rẻ luôn nhé mọi người nha. Mỗi bác chia sẻ bài viết cho em một lượt. Em này nhé mọi người, em xả không chọn họa tiết, cùng là một kiểu, đúng không ạ? Cùng là một kiểu nhá. Em xả không chọn cái họa tiết trên áo đâu mọi người, em tặng hết luôn. Hôm nay em tặng hết luôn nhé mọi người. Em này thì siêu đẹp luôn này. Bác nào mình chưa chia sẻ thì các chị bấm chia sẻ lên các em. Mặc cái gì mà cả chuồng? Để cũng xem like chứ. Bảo có thằng nào dám ngắm. Tôi nhìn thấy ông cũng sợ chết khiếp. Ông giờ thằng nào dám ngắm. Rồi mọi người ơi, cái này các chị lên cho em mã là tặng hết và kèm số điện thoại cho em nhá. Cái này em xả nhá mọi người, không chọn màu đâu, tặng hết luôn này. Áo đá mọi người này, 58 cân đổ lại nhá, 58 cân, 57-58 cân nhá mọi người. Mã ăn 7 cân đi, 57 cân đổ lại các chị mặc vừa cho em này. Đây, cùng là một mẫu nhưng mọi người, em xả là không chọn màu đâu nhá. Mã này em xả không chọn màu nữa các chị ơi. Bỏ áo xuống cho em. Đây. Em này các chị lên cho em mã là tặng hết và kèm số lại cho em. Các chị nghe giá sốc của này. Áo đá nhá. Áo đá các chị mua 120, 130, 140 mọi người nhìn cho em này. Đá đẹp chưa? Cái này em xả không chọn màu nha các chị ơi, mẫu chị một cái này. Lên cho em mã là tặng hết cộng số điện thoại cho em, 37.000 một cái áo đá dài tay mọi người. Các chị thấy giá hôm nay có tuyệt vời mọi người. Giá hôm nay có tuyệt vời không các chị ơi? 37.000 một cái. Được chưa ạ? Lên cho em mã là tặng hết nhá. 5758 cân đổ lại nhá mọi người nhá. Size 5758 cân đổ lại. Lên cho em mã hàng là tặng hết cho em. Tặng hết này, cách số điện thoại cho em nhá. Là để em chốt đơn, được chưa ạ? Rồi chị Bích Vượng này, 37.000 một chiếc. Rồi chị Nguyễn Xuân, chị Tủ Nhựa Nam Định, chị Hương Lê này, chị Mi Su này. Đây đúng mã hàng là có đơn mọi người. Chị Cấm Nông, chị Thúy Nguyễn này, chị Ngọc Vinh Nguyễn này, chị Phạm Muối này, chị Bình Mạnh này, chị Ngô Phượng này, chị Mi Mi đây chị này, chị Mai Thiệu này, chị Nguyễn Huyền này, chị Thúy Quỳnh, ok chị này. Sáng nay chị nhận áo dạ đẹp mê ly, em cảm ơn chị ạ. Rồi chị Trương Quyền tặng hết. Chị Minh Minh, chị Bình Thuận, chị Nguyễn Trọng, chị Anh Thư Nguyễn Thị này, chị Vũ Thắm, ok chị này, chị Hạnh Đặng này, chị Nguyễn Gia Hưng này, chị góc ăn vặt Bin Bin này của chị Hà Phạm này. Trên nó có ấy này. Các em cứ tưởng không. Em thấy của em là cái gì mà. Lên đúng mã cho em là tặng hết mọi người này. Nghe cho em xem cổ của em là cái size gì. Chị Đỗ Hương này, chị Trần Dị, ok chị này, chị Đinh Hoài Nhi này, chị Ngô Thị Hoa, ok chị này. Các chị cố lên đúng mã cho em nhé mọi người. Nhiều quá không có đọc kịp hết mọi người. Cố lên đúng mã là tặng hết cho em nha. 37.000 cho mọi người.
chị nào lấy hai cái là hai hình nhé mọi người. Ai lấy hai cái thì sẽ là hai hình mọi người này. Lấy một cái thì sẽ là một hình nhá. Lên cho em mã là tặng hết cho em nhé mọi người nhá. Tặng hết cộng số điện thoại cho em là được. Em xả cho các chị mọi người này, 37.000 đấy. Rồi chị Nguyễn Thị Nga này, của chị Bùi Tiến ok này. Chị Dương Vừng ok chị này. Mã là tặng hết mọi người này. Quá là rẻ luôn nhá. 37.000 một cái nhá mọi người nhá. Chị nào mình chưa có nên nhanh tay nhá mọi người nhá. Lên đúng mã hàng cho em là tặng hết giúp em. Ai lấy hai cái thì sẽ là hai hình nhá. Lấy một cái thì sẽ là một hình này. Lấy hai cái thì sẽ là hai hình. Chị Nguyễn Nhã ok chị này. Chị Mama ok chị này. Chị Như Thủy ok chị này. Chị Nguyễn Tuyến ok này. Chị Sợ Nhớ Mong Manh ok chị này. Chị nào mình chưa có nhá mọi người lên nốt cho em mã là tặng hết cho em nhá. Dẻo quá em ơi, ok em cảm ơn chị nên em tặng hết mà các chị ơi. Nay tặng hết cho cả nhà nhá mọi người nhá. Chị nào mình chưa chốt nhá mọi người nhá. Nên nốt cho em, hôm khác không có giá lên đâu, hôm nay là hết sạch. Hôm nay là hết sạch nhá mọi người nhá, không hôm nào có nữa đâu nhá các chị nhá. Đấy. Chị nào chốt lên cho em mã hàng là tặng hết cho em, cho em qua mã này. Đây. Cho em cái mã áo lá lá này. Đấy, đấy, đúng rồi. Rồi mọi người, các chị ngắm nốt mã này xong để em qua mã nhá. Ngắm nốt mã này xong để em qua mã các chị mọi người này. Chị hồi tối có chốt áo chưa ai gọi nữa em à. Rồi chị nào mình đặt hàng của bên em nhá, mà chưa có ai gọi điện thoại chốt đơn thì các chị để lại cho bên em giữ lại nhá mọi người nhá. Chiều bên em sẽ bổ sung gọi hết. Cứ chị nào mình chưa được chốt đơn nhá mọi người nhá, để lại cho bên em xin giữ lại. Áo em mặc em bỏ luôn, em xả hết mọi người này. 37.000 không chọn màu. 37.000 nha các chị, không chọn màu, chọn kiểu này. Chọn kiểu nha các chị nhá. Nhưng mà không chọn màu nhá mọi người nhá. Đây, lên đúng cú pháp cho em mọi người này. Em qua mã nhá mọi người nhá. Rồi bây giờ lên các chị mặc em áo này siêu đẹp luôn. Tặng hết là 37.000 nhé mọi người ơi. 37.000 một cái mọi người này. Lên cho em mã là tặng hết giúp em. Tặng hết cách số điện thoại cho em. Có chị Bao Hoàng tí nữa nhất là em xíu nhá. Nào bây giờ lên cái mã xịn xịn cho mọi người này. Mã đẹp lắm, mã này bình thường em bán 66.000. Mã này nhé mọi người, bình thường là nhà em bán là 66.000 cơ. Bình thường em bán 66.000 cái mã này mọi người này. Hôm nay xả cho mỗi chị một cái nhá. Nào. Còn chip còn được mấy lỗ đây nhỉ? Còn được mấy lỗ, còn chip sao nhỉ? Chip còn mấy lỗ tí nữa em lên nhá. Tí nữa em sẽ lên chip nhá. Đợi em xíu mọi người. Giờ em này em xả nốt mỗi chị một chiếc mọi người này. Đẹp chưa ạ? Đây, cái này hình cái lá luôn mọi người này. Hình cái lá ở vai các chị này. Em này chỉ còn duy nhất một màu thôi. Có được bằng này cái được không nhỉ? Rồi mọi người ơi. Cái này như các chị lên cho em mọi người này. Em cảm ơn chị Ngân Nguyễn nhá. Mã T1 cho em mọi người. T1 cho em này. Cái này hàng cao cấp nha. Em xả nốt 39.000 các chị. 40 cân 60 cân nhá mọi người. T1 là em xả luôn là 39.000. Đơn hôm qua đi rồi mà chị không dồn được thêm đâu nhá chị nhá. Chứ làm sao mà dồn được đơn từ hôm qua đến hôm nay. Chị Hoàng Chiến ơi, gọi điện là đi hàng rồi, không có dồn đơn đâu, xác định mua phải mất tiền phí ship nhãn mua. Chứ còn cứ tưởng là không mất phí ship mới mua thì làm không chốt đơn nhá. Đã đi hàng rồi, gọi điện rồi là đi hàng rồi á. Rồi chị Trinh Bùi ok chị này. T1 mọi người này, em xả 39.000 này. Chị Kim Tuyền ok chị này. Áo đẹp lắm ok em cảm ơn chị. Cái này bình thường nhà em bán là 66.000 đấy mọi người này. Rồi chị Hồng Nhung có T1. T1 của chị Hiền Phương có T1. Chị Nhung Nguyễn Thị T1. Chị Giang Thanh có T1. T1 nhé mọi người nhé. 39.000 một cái ạ. Chị Dung Nguyễn 4 áo nhé. Chị Ánh Mình này. Chị Nguyễn Hiền có T1 chị này. 39.000 nhé các bác nhé. Hình siêu đẹp luôn mã này. Chị Mama này. Chị Anh Thương Nguyễn Thị này. Chị Tâm Vũ có T1 này.
T1 là 39 ý, có một màu chị hết hàng này, còn bằng này hết này. Chị cỏ dại ven đường này. Chị Thanh Lan ok này, áo này chất đẹp lắm, em cảm ơn chị nào mua rồi các chị biết. Chị Mimi ok chị này. Chị nào đã nhìn được áo này rồi các chị biết nhá. Áo này chất vải rất đẹp luôn. Rồi chị Thúy Hoàng. Chị Tòng Sợi ok chị này. 39 ý một cái nhá. Chất mạ cho em là T1 chị Nhài Thúy này. Chị Hào Ly này. Chị Dung Thùy này. Chị Trịnh Hiền ok này, chị Nguyễn Thủy ok chị này. Mã hàng là T1 nha các bác nhá. T1 và kèm số điện thoại cho em là các chị có đơn mọi người này. Rồi em qua mã này. Mua cho em cái áo khóa khóa này. Áo khóa ngực này. Xả nốt. Không chạy rồi. Mã này nhá mọi người, bây giờ em xả nốt mỗi chị một cái, không chọn màu, bán rẻ nốt mỗi chị cái này. Cái này em xả rẻ nốt nhá mọi người này. Hôm nay mã này tổng kết cái mã này luôn nhá. Mã này hôm nay em tổng kết nốt cái mã này nhá mọi người nhá. Các bác chia sẻ giúp em mọi người này. Em này chỉ có ít nhưng mà không có nhiều đâu nên em bán sản nốt thôi. Các bác không so sánh giá nhá. Còn bao nhiêu em bán được bấy nhiêu. Còn bao nhiêu các chị bán được bấy nhiêu. Hàng này bình thường em bán là 69.000 đây. Hàng này là cái hàng khóa ngực mà đằng sau của nó có 2 dây đan chéo nữa cơ. Đằng sau nhá mọi người nhé, sẽ có 2 dây đan chéo thì em bán là 69.000. Một cái này bây giờ em xả nốt lại 39.000, không chọn màu bán cho mọi người 39.000. Tại vì hàng này còn của nó còn mất thêm tiềm khóa đấy mọi người. Cái này 39.000 một cái nha, em xả không chọn màu nhé mọi người. Được màu nào lấy màu đấy nhá. Được màu nào thì các chị lấy màu đấy, lên mã T2 39.000 rồi. T2 như cái này màu nào cũng rất là đẹp. 39.000 một cái. 40 cân nha các chị nha, đến 62 cân. 40 cân nha các chị nha, đến 62 cân ạ. Là các chị sẽ mặc vừa này. Lên cho em mã hàng là gì ạ? T2 cho em. Ai lấy một cái nhé mọi người nhé thì sẽ là một màu này. Lấy hai cái sẽ là hai màu. Cái này dễ mặc lắm. Cái này nó rất là dễ mặc, ai cũng mặc được nhá. T2 của chị Châu Lê này. T2 của chị Ngọc Ngọc chị này. T2 của chị An Khánh này. Của chị Mỹ Tuyết này. Rồi của chị Kim Liên ok chị này. Cho em xả làm 39.000 chị Ngọc Thúy ok chị này. Chị Bích Vượng ok này. Của chị An Khánh ok chị này. Chị Mỹ này. Chị Đinh Mạnh này. Chị Vinh Phạm này. Chị Thanh Lan này. Chị Ngọc Vinh Nguyễn này. Của chị Thu Mai này. Chị Hường Trần này. T2 nhá, ai lấy một cái là một màu, hai cái là hai màu mọi người. Chị Vũ Thị Yến này. Chị Tô Lương này. Chị Mai Triệu ok chị này. Giá cho mọi người sẽ là 39.000 mọi người. Rồi của chị Linh Hà ok chị là chị Nguyễn Thị Hà này. Chị Nguyễn Hoa này. Chị Phạm Hương này. Chị Ngọc Kính ok chị này. Chị Vũ Hoa này của chị Nguyễn Phương ok chị này. Chị Hoa Trung ok này của chị Lan Phan này. Chị Ngọt Ngào ok có T2 này. Chị Quý Khánh có T2, chị Ngô Thị Hoa có T2, chị Hà Ly có T2, ba cái lên số cho em chị ơi. Các chị bình luận cho bên em số điện thoại nhé. Bình luận cho bên em số điện thoại, các chị có đơn 39.000 một cái mọi người ạ. Cái này mặc dáng buông cũng đẹp mọi người này. Mặc dáng sơ vin cũng đẹp mà lại rẻ nữa, 39.000 một cái nhé mọi người. 39.000 đồng thôi. Thì là mình sẽ có lên cho em mã hàng là T2 nhé mọi người nhé. Đây, đây là dáng sơ vin. Nếu mà cái này em khuyên các chị cứ mua lấy hai cái mọi người. Các chị mua lấy hai cái hai màu để mặc thay đổi nhé mọi người nhé. Chốt cho em mã hàng là T2 cho em. T2 cộng số điện thoại cho em là em chốt ơn này. Cho em có mấy cái hộp bánh này. Bánh mít. Đây. Cái bánh mít nhé mọi người, em có 10 thùng. 10 thùng nhé các chị nhé. Có 10 thùng bánh mít nhé mọi người. Bánh mít chỉ có 10 thùng thôi nhá mọi người nha. Chị nào nhanh tay là được nhá.
Em làm luôn là chỉ có 10 thùng bánh mix thôi nhé mọi người nha, chứ không có nhiều thùng bánh mix đâu. Nên là chị nào mình bình luận chút thì các chị sẽ được nha. Một thùng bánh này là 2 cân 3 nhé mọi người. 2 cân 3 một thùng bánh mix mọi người này. Em xem cái bánh kia rồi này. Mẹ em thích ăn luôn. Ăn cái này được như vậy. Mọi người em có 10 thùng luôn này. Có 10 thùng chị nào nhanh tay vào comment là bánh mix cho nha. Em 10 thùng là em tặng nhanh các chị. 100.000 một thùng, 10 thùng thôi. Có 10 thùng thôi nhé mọi người, 100.000 một thùng. Comment là bánh mix cho em nhé, đúng 10 thùng. Một thùng này là 2 cân 3. Chị nào bình luận chút thì có nhé mọi người nhé. Một thùng 2 cân 3 nhé mọi người. Ngon lắm. Chỉ có 10 thùng nhé mọi người nhé. Chị mua bánh mix lâu rồi mà không có hàng, những ai là kiểu là các chị mà mua từ hôm trước ấy mọi người ạ. Mà chưa nhận được hàng nào vì là bánh không mấy nhân bị thiếu nên là không có hàng nữa mọi người. Có 10 thùng này em tặng nó là 100.000 một thùng cho mọi người đó. Em bán 129.000. Khách chơi nhau không có hàng bán. Em còn có mỗi 10 thùng này em tặng nốt. Còn có mỗi 10 thùng nữa các chị nhé. Nhưng dù bánh mít có miễn ship hay không chưa ra chợ mua. Dạ. Bánh mít muốn miễn ship ra chợ mua. Không có miễn ship không? 100.000 một thùng hỏi có miễn ship hay không? Chỉ có 10 thùng nữa mọi người nhé. Có nhiều thôi. Bỏ xuống tay mà. Nào ạ. Đố qua bạn à. Rồi. Em đọc được một bình luận mà có một chị khen lên mà em sặc cả đến. Có một chị khen là người đẹp ăn bánh cũng xinh mà em nhìn thấy mà em em cười. Em cười nữa mà sặc cả. Rồi em qua mạng nhé mọi người nhá. Được mấy lô chip đây đúng không? Đấy, có được mấy lô này chứ hả? Hay là cái còn lô nào? Đây được có mấy lô chip mọi người này. Nên cho em ăn là tặng chip nhá. 89.000 một lô 10 quần mọi người. Được mấy lô ở đây thôi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, được 9 lô mọi người. Được 9 lô mọi người ạ. Khổ được khen cũng đọc mà thấy thấy sướng quá này. Cười là sặc sụa cả đến này. Đây mọi người, mã các chị đây là mã là tặng chip nha. 89.000 mở quần, đây là chip thông hơi mọi người ạ. Chip kháng khuẩn thông hơi mọi người này. Mã hàng là tặng chip nhá. Tặng chip nha mọi người. 89.000 mở quần nhá. 89.000. Nhà em không có bán tất ra. Không bán tất ra chị ạ. 89.000 là 10 quần nhé mọi người nha. Lên cho em mã hàng là tặng chip cho em nhé. 40 cân đến 65 cân nhé mọi người. Là các chị mặc vừa này. Đấy. Đây 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 đây. Lên cho em mã hàng là tặng chip cho em mọi người. 89.000 là 10 quần. Được chưa ạ? Chị Kiều Trang Nguyễn có tặng chip. Bình luận cho em mã tặng chip nhé. Chị Võ Chiến ok chị này. Em cảm ơn chị bé Dinh nhé. 89.000 một quần rồi của chị Kim ok chị này. Áo dây không có. À không lấy chân cái áo dây ở nhé. Đôi của chị Trần Thị Thu Long tặng chip này. Chị Hà Đinh tặng chip này. Em cảm ơn chị Mai Mai. Chị Tuấn Hoàng, chị Nga lên đây là tìm thêm được
hơn chục lố nữa đây mọi người này, tầm 20 lố này. Rồi chị Mimi này, chị Nguyễn Vân này, chị Lê Thị Nhung ok chị này, chị Tim Tuyền ok chị này, 89.000 sẽ là 10 quần nha mọi người. Chị Sợ Nhớ Mong Manh ok chị này, chị Ánh Nguyệt ok này, chị Nguyễn Thị Hà ok chị này, chị Hải Hoàng ok này, chị Quyết Tiến ok này, chị Nguyễn Hiển ok chị này, chị Phạm Hải này, chị Thu Bùi này, chị Trần Thị Nga này, chị Vi Lê ok chị này, chị Ngô Quyên này của chị Ngân Ngân này, chị Hiếu Hồ ok chị này. Lên cho em mã hàng là tặng chip cho em mọi người này, tặng chip nhá, cộng số điện thoại cho em là các bác mình có đơn. Rồi ok, em qua mã cho mọi người này, hết chip nhá các chị, hết chip, chip đẹp mà ưng lắm, em cảm ơn chị nhá. Rồi em tặng cho các chị combo áo dây này mọi người này, hôm nay tặng nốt đi áo dây nha các chị nhá, rẻ nhất hệ mặt trời được chưa ạ. Bây giờ mỗi chị yêu chia sẻ bài viết cho em một lượt này, em đảm bảo là rẻ nhất hệ mặt trời này luôn. Không có ai rẻ bằng nhá mọi người ơi, điều này là em khẳng định là không có ai rẻ bằng luôn, được chưa ạ. Các bác cho em xin nút thả tim đi mọi người, mỗi chị cho em xin nút thả tim nhá. Áo dây như mọi người bình thường này, 50.000 một cái áo dây đó, bình thường các chị ơi, 50.000 này một cái áo dây nha các chị nha. Nên là em sẽ xả cho mọi người này, cực rẻ này, bao nhiêu tiền ạ? 35.000 đồng ba cái nhá. Các chị lên cho em mã là gì ạ? Siêu rẻ và kèm số điện thoại cho em. Bình thường 50.000 một cái nhá mọi người. Bình thường 50.000 cái áo dây này. Áo dây các chị nhìn mọi người, áo dây này của em là áo dây len. Áo dây này là vải là len mọi người ạ, không phải là áo dây màu vải là kiểu cốt tông hay là vải gì mà xấu xấu đâu. Đây là áo dây vải len. Đó, bình thường các chị nhá là 40.000 hoặc là 50.000 đồng một cái. Bây giờ em bán cho các chị 35.000 đồng ba cái. Lên cho em mã là siêu rẻ nhá mọi người nhá. Siêu rẻ và kèm số cứ ba cái ba màu cho em. 35.000 đồng là ba cái nhá, từ 35 cân đến 60 cân. 35 cân nha các chị nhá, là đến 60 cân là các chị bằng vừa, em đảm bảo là sẽ không có một ai bán giá này. Được chưa ạ? Chắc chắn là sẽ không có ai bán giá này nha mọi người nhá. Siêu rẻ này, kèm số điện thoại cho em là các chị có đơn. 35.000 đồng sẽ là ba cái cho mọi người luôn nhá. Các chị thấy rẻ dã man đâu mọi người. Đỉnh của rẻ luôn mọi người, chứ không phải là rẻ bình thường các chị nhá. Siêu rẻ, cách số điện thoại cho em là cả nhà mình có đơn nhá. Quá trời rẻ luôn đó mọi người ạ. Đấy, cứ 35.000 ba cái cho em. Kể cả các chị có mua rẻ nhất đi mọi người thì vẫn là phải là 39.000 một cái này, hoặc là 49.000 một cái này. Đem tặng nốt cho các chị 35.000 đồng sẽ là ba cái. 35.000 đồng nhá mọi người nhá, sẽ là ba cái cho em nhá mọi người nhá. Lên giúp em mã là siêu rẻ mọi người. Siêu rẻ này, cách số điện thoại cho em là cả nhà mình có đơn nhá. Quá là rẻ luôn mọi người, không phải là rẻ bình thường đâu. Nên các chị cứ yên tâm cho em, đảm bảo là giá gọi là rẻ nhất hệ mặt trời. Rẻ nhất hệ mặt trời cho cả nhà luôn nhá mọi người nhá. Siêu rẻ là 35.000 ba cái chị ơi. 35.000 đồng mình sẽ được ba chiếc luôn đấy, chứ không phải là 35.000 đồng mình được một chiếc, hay là không phải là 35.000 đồng mình được hai chiếc đâu. Đây là 35.000 đồng này, là mình sẽ được là ba cái luôn nhá mọi người nhá. Lên cho em mã hàng là siêu rẻ nhá. Siêu rẻ này, kèm số điện thoại cho em là cả nhà mình sẽ có đơn nhá mọi người nhá. Trời ơi, nó đẹp mọi người. Nó đẹp mê mẩn, các chị nhìn gần chất cho em mọi người ạ. Nhìn cận cảnh chất nhá mọi người nhá. 35.000 đồng là 3 chiếc nhá mọi người nhá. Đó, đẹp quá, áo 2 dây không ở đâu có giá này mọi người. Không ở đâu có giá này nhá mọi người nhá. Lên đúng mã hàng cho em này. Bình luận cho em mã là siêu rẻ đi mọi người. Siêu rẻ này.
Em nhắn tin cho sếp không thấy sếp trả lời, vậy chị ơi chưa. Chắc là tí nữa sẽ có bạn check, nhưng bây giờ chưa có bạn check đâu, tí nữa sẽ có người check nhá. Rồi mọi người, ai mình chưa có mã này các chị lên luôn cho em nhá. Mã là siêu rẻ đây mọi người. Siêu rẻ và kèm số điện thoại cho em này. Là em chốt đơn nhá. Bảo không đấy. Siêu rẻ nhá, 6 cái ok chị này. Siêu rẻ và kèm số điện thoại cho em. 35.000 đồng nha các chị ơi, là 3 cái. 35.000 đồng sẽ là 3 cái nhá mọi người nhá. Đây. Lên cho em mọi người này, mã là siêu rẻ cho em mọi người này. Đó, được chưa ạ? Rẻ cho các chị. Trời ơi, cái này không mua được mua cái gì mọi người ơi. Không mua cái này thì các chị sẽ mua cái gì, đúng không ạ? Bình thường áo dê rẻ nhất là 450.000. Rẻ nhất nhá mọi người nhá, là 450.000. Vẫn thế thôi nhỉ. Bình thường nhá mọi người nhá. Đó. 40.000 một cái là rẻ rồi. Sao bên không bán cái trẻ con chứ, nhận đời hàng bên em cái gì cũng đẹp, quần chip, áo thun, áo khóa, nhưng hôm nay em bán rẻ thế. Hôm nay em rẻ không các chị? Các chị xem em rẻ không? Hôm nay là em là siêu rẻ đúng không mọi người? Hôm nay em hàng là rẻ nhất đúng không các chị? Đấy. Siêu rẻ nhá mọi người nhá. Đấy, 35.000 đồng là 3 cái này. Lên áo cổng tiếp đi em à, là ok luôn. Ok luôn nhá. Nào, đợi em một xíu này, xem mã nào bây giờ nhỉ. Đây, mã thiết kế này, đen đỏ đi chị. À, thiết kế này, em màu đen trước đi chị. Nào, lên áo thiết kế nhá. Áo thiết kế nhá mọi người. Áo như em mà không có, áo này mọi người chưa bán hết sạch rồi chị. Lần trước là em bán hết rồi. Em còn, chị Trâm Anh Nguyễn ơi, cứ lên số cho em nhá. Áo hai dây của em mặc là không có nhá chị ơi. Áo kéo khóa cổ là mã gì em ơi? Áo kéo khóa cổ á? Em chưa hình dung được cái gì đó. Hả? Mã đấy là mã là không chọn màu, mã là gì nhỉ? Để ra xem mã là gì. T2 hay sao ấy? Mã đấy là mã T2 chị ạ. Đây. Rồi đây là áo thiết kế nhá mọi người, mã T3 em xả 39.000 này. T3 mọi người 39.000 nhá. T3 cho em mọi người, 39 một cái này. 40 cân đến 60 cân nhé mọi người. Size từ 40 cân các chị này đến 60 cân là các chị sẽ mặc vừa nhá. Lên cho em mã là T3. T3 nhé mọi người. Đó, áo thiết kế bao nhiêu cân mặc vừa? 40 cân đến 58 cân chị ạ. 40 cân đến 58 cân mặc vừa. Chị ơi nhắn tin vào trang bếp nhá chị Trịnh Thụy Khuê. T3 nhá, T3 cho em. 39.000 mã này. 39.000 một cái mọi người này. Mình sẽ lên cho em mã hàng là T3 giúp em nhá. T3 kèm số ạ. Rồi chị Ngọc Anh ạ. Chị Lanh Linh ok, chị này rẻ đúng không? Chị này 39.000. Chị Thúy Nguyễn này. Chị Tuyết Sương ok chị này. Chị Quỳnh Như ok chị này. Chị Huệ Phương Trần này. Của chị Thế Vinh ok chị này. Chị Trang Trang này. Chị Nguyễn Quý ok chị này. 39.000 mọi người. 39.000 nhá. Rồi chị Tiên Trúc này. Chị Yến Nguyễn này. Của chị Nguyễn Mơ ok chị này. Chị Nguyễn Nga lên số cho em nhá. Rồi chị Phương Thùy ok chị này. Em còn nhá, chị Maria Ngọt. Chị Kamisu ok chị này. Cái này không phải là chị đọc ra. Đây này. Cái này không phải. Ôi thế hết rồi. Hết rồi. Cho hết màu này nhé mọi người. Hết màu đen rồi. Cho em cái màu vàng này. Hết màu đen rồi các chị. Hết màu đen. Màu vàng hôm qua có mã rồi đúng không? Màu vàng qua có mã là gì? Đi xem lại vàng mã gì. Hết màu đen rồi nhé mọi người. Dừng xem màu đen hết sạch rồi. Hết màu đen rồi nhé mọi người nhé.
tôi mã này, các chị lên cho em mã hàng là A21 mọi người này. Này. A21 nhé, các chị 39.000 này. A21 nhé mọi người nhá. Này. Cái này mình cho em mã là A21 39.000 mọi người. Đẹp quá luôn mọi người, 29.000 thôi, đẹp quá. Chân váy mà không có chị ạ. Còn rũa đánh răng không em không? Bàn chải gọi là rũa đánh răng. Rồi mọi người ơi, A21 cho em nhá. Màu vàng đẹp quá đấy, ok. Cảm ơn chị, màu vàng nó tôn da ấy. Màu vàng nó tôn da các chị ạ. Đây, mã đây là A21 nhá mọi người. Chị Nibo Nguyễn nó kêu chị này 39.000 mọi người, 39.000. Rồi của chị Thanh Hậu ok chị này. Chị Cam Mi Su này. Chị Nguyễn Hương ok chị này. Chị Đinh Hồng Phúc này. Của chị Trinh Mùi ok chị này. A21 này. Rồi chị Thu Phương. Chị Đa Ngố Đắc Cờ Đông này. Chị Chuyên Nguyễn này. Chị Thê Linh. Chị Thê Linh Danh này. Chị Hoàng Minh Như Quỳnh này. Chị Lan Phan này. Chị Thanh Thảo này. Chị Nguyễn Hiền này. Chị Hiền Phương này. Chị Hà Nam này. Chị Trinh Bùi ok chị này. 39.000 mọi người này. 39.000 nhá. Rồi chị Thảo Lan này, chị Mộc Cầm này, vàng đẹp quá rồi các chị ơi, chị nào thích màu vàng này. Chị Nguyễn Hòa ok chị này, tại vì cái màu vàng nó cái màu tôn da mọi người. Rồi chị Diễm Trinh, chị Vinh Ngọc Nguyễn này, chị Nguyễn Thị Hà này, chị Thuê Linh Đanh ok chị này. Chị Hiếu Phước Phan này, chị Thanh Thảo ok chị này. Nên các chị nhớ lên cho em mã A21 nhé mọi người. A21 và kèm số điện thoại cho em là các mình có đơn nhé. Cái này có mấy cái xem cái áo đắt hàng đắt này. Có mấy cái vàng với trắng là một loại đấy không? Vàng với trắng. Không phải, đây này. Trong trong này, đấy, đá đấy. Có phải có vàng với trắng, áo không vàng. Thế là không phải này. Có mấy cái vàng này. Cái đấy lúc nào phải phân ra là dài tay hay lẫn cọc tay gì. Thế thì nó không phân. Rồi mọi người bây giờ qua mã nhá. Cho em cái mã màu trắng đi kìa. Một cái mã có màu trắng. Rồi chưa có mã nào có màu trắng rồi. Có một cái mã này có màu trắng nữa các chị này. Một mã này có màu trắng nhá mọi người nha. Đây xinh lắm mọi người, xinh cực luôn này. Em còn chị Trà Nguyễn ơi. Mỗi bác chia sẻ bài viết cho em một lượt nhé mọi người nha. Rồi em này nhé mọi người nhé, các chị lên cho em mọi người này. Chị An Trần Thị ơi, nếu mà hàng đẻo thì không bao giờ mua lần thứ hai chị nhé. Thì đến nơi mình được kiểm tra hàng ý. Nếu mà hàng đẻo chị ạ. Thứ nhất này. Cái gì gọi là hàng đẻo ạ? Hàng đẻo thứ nhất là hàng như rẻ lau. Rẻ lau thì là hàng đẻo nhá chị ơi. Còn nhà em là nhà em bán quần áo nhá chị nhá. Và nhà em là bán hàng bình dân. Nếu như mà mình mà mua tiền bình dân ý. Tiền bình dân mình mua vài chục nghìn ấy. Mà mình gọi giống như là hàng tiền triệu ấy. Đấy, thì là em không phục vụ được. Đúng không các chị? Bây giờ các chị bảo là những cái hàng mà nhà em bán mọi người này, mấy chục nghìn này, là các mọi người cứ đòi giống như là hàng tiền triệu ấy, thì em lâu ra mà em có cho các chị mà hàng tiền triệu được. Đấy, cứ bỏ hàng tiền chục lại cứ muốn được như hàng tiền triệu. Đấy, ví dụ là lấy chồng bình thường lại cứ đòi như là diễn viên. Chồng mình bình thường lại cứ đem ra so sánh với Lee Min Ho. Em mang chồng ra mà so sánh với Lee Min Ho. Sao người ta bảo là chồng sao xấu thế, sao người ta đẹp thế mà mình xấu thế. Đẳng cấp của mình nó chỉ được thế thôi. Hàng mấy chục nghìn nếu chỉ thế là đẹp rồi. Đẹp so với giá tiền rồi. Mấy chục lại cứ đòi như hàng hiệu. Đây. Người mình thì cũng bình dân chứ người mình thì cũng làm gì mà xịn sò lắm đâu. Em thật là các chị, hàng nhà em mọi người là chủ yếu là hàng bình dân chứ không phải là hàng
kiểu như là hàng store hay là những cái hàng mà gọi là hàng cao cấp đi mọi người. Đây. Để mà vẫn cứ xem like làm gì nhỉ, trách nhiệm em này. Em không biết luôn đấy các chị ạ. Em cũng chả hiểu luôn. Đấy, mình phải đang hiểu là mình đang mua ở cái đẳng cấp là bao nhiêu tiền. Bây giờ em đang bán hàng bình dân các chị ạ, 3 mấy nghìn, 4 mấy nghìn, 5 mấy nghìn. Bây giờ lại cứ vào đòi so sánh mới là chắc là vì nghĩ là hàng tiền triệu hay gì ấy. Giờ em cảm ơn chị Ruby Nguyễn nhá. Giờ mọi người, các chị lên cho em mọi người này. Mã này nhá mọi người nha. Các chị bình luận cho em là đến T mấy nhỉ? T4 đúng không? T4. Cái này là T4 à? Rồi cái này các chị lên cho em mã hàng là T4 nhá mọi người. T4 cho em này. Đã thế các chị ạ, em bán cho các chị 30.000 cái áo này luôn. Được chưa ạ? 30.000 cái áo này luôn nhá mọi người nhá. Lên đúng cú pháp cho em mọi người này. Rồi mọi người, em cảm ơn các chị nha. Lên cho em mã hàng là T4 cho em. T4 nhá mọi người nhá. 30.000. 30.000 một cái là bỏ sướng đi các chị. 40 cân đến 60 cân các chị mặc vừa nhá. Rồi chị Nguyễn Vân, ok T4 chị này. T4 và kèm chỗ nào cho em này. Cảm ơn cả nhà nha. Đây, 40 cân đến 60 cân cái này là phần gen. Cái chân em không có nhá chị ơi. Em cảm ơn chị Trà Nguyễn này. Rồi của chị Kamisu, ok chị này. Chị Bi Bong Nguyễn, ok chị này. Chị Hoa Ngọc Lan, ok chị này. Chị Nguyễn Hiển, ok này. Và chị Diễm Trinh, ok này. Chị Thảo Lan, ok chị này. Chị Lan Phan, ok này. Chị Nguyễn Tuyến, ok này. Cái này thì thỉnh thoảng chứ phải ai hay vào trêu em đều để các chị được mua giá rẻ đúng không mọi người. Chị Hà AK, ok này. Chị Trần Thị, ok này. Chị Xuyên Nguyễn, ok này. Chị Nguyễn Mai, ok chị này. Cái này có một màu nhỉ? Đây có một màu đấy các chị ạ. Có một màu thôi mọi người nhá. Rồi. Rồi, được rồi, tạm mã các chị đi. Cái này hết hàng rồi mọi người ơi. Hết hàng cái này rồi nhá. T4 mọi người này. À, cho em cái mã đây. Cái mã gen gen hở vai đi. Đấy, bù các chị nào chưa được T4 thì cho cái mã đây này. Trắng ý, đấy. Rồi, em chuẩn bị bù các chị vào cái mã này mọi người còn đẹp hơn đi các chị này. Bây giờ bù các chị cái mã này còn đẹp hơn đấy nhá. Nào mọi người, T4 hết rồi, bây giờ em bù chị nào mình chưa được này. Cái mã này còn đẹp hơn đấy các chị này. Mã này còn đẹp hơn nhá mọi người nhá. Trời ơi, em bán lỗ. Bán lỗ mà kia là bán lỗ rồi. Em thật là 30.000 là lỗ vốn đấy, chị nào bảo em 30.000 mà hòa vốn nhá. 30.000 mà hòa vốn em mất lộc đấy. Em không nhập được 30.000 đâu. 30.000 là lỗ vốn đấy mọi người ạ. Em còn nó cân nặng đấy, mã nào cũng nó cân nặng mà. Đây. Rồi cái này các chị lên cho em mã hàng là T5 nhá. T5 mọi người ơi. Ai nói gì mà kệ, chị vẫn thích hàng nhà em à. Ok, em cảm ơn chị này. Rồi T5 nhá, thôi cái này bù cho mọi người nào. Thôi bù nốt các chị. Đây nào, thôi bù nốt các chị này, thôi vẫn 30.000 nữa các chị này nhá. Mà thề luôn cái này em vẫn bán lỗ đấy mọi người. Nói các chị không tin nhưng mà lỗ đấy mọi người. T5 nhá, 40 cân đến 60 cân mọi người này. Khổ ghê gớm luôn. Đây. 30.000 là các chị, mã T5 nhá. Rồi chị Đi Bông Nguyễn T5. T5 nhá mọi người, chị Nguyễn Hà T5 này 40 cân đến 60 cân mặc vừa. Lên cho em mã T5 mọi người này. Chỉ một cái này thôi mọi người ơi, không tặng cái khác đâu. Lâu vốn mã là hai mã rồi. Chị Khánh Linh này. Chị Dung Nguyễn, ok chị này. Chị Lê Yến Thành, ok này. Chị Phê Nguyễn, ok chị này. Lên cho em mã hàng là T5 mọi người này. Chị Hoàng Minh Như Quỳnh này. Chị Nguyễn Hoạt này. Chị Hiền Phương này của chị Nương Huỳnh, ok chị này. Chị Hương Tâm, ok này. Chị Tuấn Hoàng, ok này. Chị Nguyễn Thị Hòa, ok chị này. 30.000 chưa được bát. Chưa được bát bún chảo. Bát bún chảo cho em còn 35.000 có đấy mọi người. Chị Sùng Giàng, ok này. Của chị Đinh Mạnh là chị Liên Bích này. Chị Hoa Ngọc Lan, ok này. Chị Phê Nguyễn, ok chị này. Chị Tuân Trang, ok này. Của chị Sợ Nhớ Mong Manh, ok này. Chị Hoài Thơm, ok này. Của chị Chuyên Nguyễn, ok chị này. Quay ông xem rất mấy cái đi. T5 của chị Nguyễn Nguyễn, ok này. Chị Nguyễn Thị Hương có T5 này. Chị Trinh Bùi có T5 này. Chị Hương Giang có T5 này. Chị Ngọc Anh,
hết T3 rồi chị ơi. Còn T4, à hết T4 còn T5. Chị Nguyễn Tuyết, ok chị này. À, lên đúng cú pháp cho em mọi người này. Em cảm ơn chị nhá. Rồi chị Mười Thanh, ok chị này. Giờ em bán có 30.000 rẻ quá nên em tặng các chị ơi. Rồi của chị Cúc Bông, ok chị này. Chị Hoài Đâm Du, ok này. Lên màu đen đã em xíu nhá. Rồi chị Thanh Tú Đinh, ok này. Chị Lê Thị Thùy Linh này, để em xem mẫu gì. À kia có mẫu kia, màu đá kìa. Rồi 30 cái màu đen. Rồi em qua mã các chị mọi người này. À, em nhận được bộ nên tăm rồi, ok em cảm ơn chị. Đây, đây các chị cái mã màu đen có được 3 cọc thôi. Màu đen các chị được 3 cọc nhá. 3 cọc màu đen. Được mỗi 3 cọc màu đen thôi nhá mọi người nhá. Đây tổng cụ xả được có 3 cọc màu đen này, chị nào nhanh tay là được này. T5 nhá mọi người nhá. Áo em mặc là T5 này. Sao bán rẻ vậy em? Em thỉnh thoảng em bán tặng quà các chị. Thỉnh thoảng là các chị một bữa gọi là mua xả láng nhé mọi người. Rồi mã này T6 cho em 39 đi mọi người. T6 như cái này thì quá đỉnh luôn mọi người ạ. T6 này. Chị đặt T5 mãi không được. Chị ơi cứ để lại số được chị nhé. Cứ để lại cho em, sợ là được em không đọc kịp. Có nhiều mã em không đọc kịp nhá. À. Em cảm ơn chị Nga Quỳnh này. Cái này T6 nhá mọi người, 40 cân đến 60 cân. 40 cân nhá mọi người nhá, đến 60 cân này, 39.000. Rồi chị Lê Tiến Thành này, chị An Tuấn này. Chị Quỳnh Hân này. Chị Hương Tâm này. Chị Phạm Nhàn, ok chị này. Chị Cúc Đinh này. Chị Hường Nguyễn này, của chị Bùi Diệu này, chị Sợi Nhớ Mong Manh này, chị Hứa Thu Vân này, chị Ngọc Anh này, chị Nguyễn Thanh Dự này, chị Thảo Trần này, chị Tủ Nhựa Nam Định này, hết luôn rồi. Hết luôn mã rồi, nhanh thế nhở. Hết luôn rồi mọi người, còn cái mã gì có màu đen không nhỉ? Xem có mã gì có màu đen. À đây. Hết thì mã T6 nhá mọi người, hết T6 rồi. Cái mã trong kia là cái gì? Đấy, trong áo cộc. Ừ, đấy, xem mã gì về cái màu đen. Hết luôn nhé mọi người, hết luôn rồi. Bộ lên tăm hôm nay em đã bán đâu chị ơi. Rồi đến mã, cái này là T7 nhé mọi người, T7 cho em này. Cái này T7 nhé, em kỷ niệm mỗi chị một cái nhé mọi người, giá 35.000. 35.000 đồng nhé, 40 cân đến 55 cân mọi người. 55 cân đủ là các chị mặc vừa T7 này, 35.000 một cái. 35.000 một cái nhé mọi người nhé, lên cho em mã T7 cho em. T7 này kèm số điện thoại cho em nhé mọi người, là bên em chốt đơn. Giá cho mọi người là 35.000. Chị nào đặt hàng mà chưa được em gọi điện để lại số điện thoại cho em. Chị Bibo Nguyễn hay chị Bùi Diệu này. Chị Lành lên này, 35.000 một cái ạ. Rồi chị Sợi Nhớ Mong Manh, ok chị này. Lên cho em mã là T7 mọi người này. T7 của chị Châu Phan, chị Trần Hường, chị Hoài Thơm này. Chị Lành Lê, ok chị này. Chị Nguyễn Hương, ok này. Lên một lên tăm đợi em một xíu nhé. Chị Khánh Ninh, ok chị này. Chị Hà Hằng này, chị Ngọc Anh, ok chị này. T7 và kèm số điện thoại cho em là các bác mình có đơn nha. Rẻ quá mọi người. Chị Thu Bùi này, chị Trinh Bùi này. Chị Ngày Mai Tươi Sáng là chị Hà Hằng này, chị Minh Hường này. Chị Đa Ngố, chị Nguyễn Hương là chị Liên Bích là chị Minh Su này. Các chị nhớ lên theo mã cho em nhé mọi người. T7 cho em. Chị Ngọc Vinh Nguyễn, ok chị này. Đẹp lắm, em xả cho các chị em mình rẻ. Mình cứ lên đúng mã trên bộ cho em, cái bộ lên tăm kìa. Cứ lên đúng mã hàng cho em nhé mọi người, đặt hàng nhớ theo mã cho em. Các chị đặt hàng nhớ lên theo mã cho em nhé. Cái bộ tăm em xả nốt, bộ len. Bộ len này em xả nó không chọn màu nhé, còn có 5 bộ thôi mọi người. Còn có 5 bộ, còn màu gì lấy màu đấy nhé. Hiện tại đây thì em mới thấy một màu.
Nhưng bộ này còn màu gì thì là chốt màu đấy nhé. Em xả không chọn màu các chị này. Mình gọi là bộ len cho em 40 cân đến 58 cân. 40 cân nha các chị ơi, đến 58 cân này em xả không chọn màu nhé. Nốt 50.000 bộ này. 50.000 một bộ quần áo đấy mọi người. Comment cho em là bộ len cho em nhé. Bộ len. Bộ len nhà em xả không chọn màu đấy các chị ạ. 40 cân đến 58 cân. Cả một bộ quần áo. Đúng chưa ạ? Cả một bộ quần áo nhé mọi người nhé. 50.000 một bộ này. Len cho em mã là bộ len nhé. Em xả không chọn màu chắc còn 10 bộ thôi. Này sao mày gập vào túi nó không phải gập vào hộp đâu. Rồi mọi người ơi. Bộ len nhé mọi người nhá. Bộ len ghi cho là bộ len. Bộ len nhé mọi người nhá. 50.000 một bộ. Ghi luôn cho em mã bộ len đi. Có mấy bộ thôi em xả không chọn màu đâu. Chắc là tầm 10 bộ. 40 cân đến 58 cân nhé mọi người nhá. 35. Ghi cho em là bộ len mọi người ạ. Bộ len nhá. 50.000 một bộ này. 50.000 một bộ len nhá. Chị nào lấy bộ len này các chị chốt cho em mã là bộ len cho em. Chị mới nhận được bộ len đẹp lắm. Ok em cảm ơn chị ạ. 50.000 mọi người. 50.000 một bộ len nhá. Chị nào mình chốt bộ len này các chị lên cho em mã hàng là bộ len. Kèm số điện thoại cho em là các chị có đơn cho em cái mã đỏ kìa. Đỏ. Ồ, mã y. 50.000 một bộ thôi mọi người. Hết luôn nha các chị nhá. Hết bộ len này. Lên cho em mã hàng là bộ len cho em. Rồi đây sang em này mọi người. Quên em mã tên mấy rồi. Vừa có người quen của chị sao đấy. Chị chào Thắm. Tôi bảo gì Giáp Tuấn Hiếu hay gì đấy. Vừa em chào Thắm. Này. Chị ơi, nhà em lại không bán xỉ chị ạ. Nhà em bán rẻ rồi, nhà em không bán xỉ. Chị ơi, em chỉ bán lẻ thôi, không bán xỉ nhá. Cái này T8 à? Mọi người, cái này các chị nên cho em mã là T8 nhá. T8 mọi người, 39.000 này. T8 nhá mọi người, 39.000 một cái nhá. Chị là mình chốt thì các chị lên cho em mã hàng là T8 mọi người này. T8 này, cộng số điện thoại cho em. Là các chị có đơn nhá mọi người. Đây. Giá cho mọi người sẽ là 39.000, 40 cân đến 60 cân. 40 cân nhá, đến 60 cân 39.000 thôi. Rồi chị xuyên là có T8 mọi người này. Các chị nhìn này, cái tay của nó xinh lắm. Cái tay của nó mọi người này à, tay gen nhá mọi người nha. Xong rồi phối với lệ pha với đen luôn đấy. Xong nó có gạch gạch vàng vàng nhìn rất là xinh luôn. Chị Dung Nguyễn ok chị này. Chị Vũ Thúy ok chị này. T8 cho em mọi người nhá, 39.000. Rồi chị Lê Tiến Thành này, 39.000 mọi người. Chị Phạm Nhàn có T8 chị này. T8 là kèm chỗ lại cho em này. Chị sợi nhớ mong manh ok chị này. Chị Triệu Hồng ok chị này. T8 của chị Nguyễn Thìn ok chị này. T8 của chị Diễm Trinh ok chị này. Chị Nguyễn Lan ok có T8 chị này. T8 của chị Lan Phan này. T8 là 39.000 mọi người. Chị Nguyễn Thảo có T8 này. Màu này các chị mặc Tết cũng được luôn mọi người này. Ở trong miền Nam mà Tết ấm ấm ý mọi người. Mà Tết được đỏ rực rỡ luôn. Chị Bùi Thuần này, chị Anh Nguyễn này, chị Lê Như này. Chị Nguyễn Thị Chị này. Chị Nguyễn Hương này. À, cái áo hở hở vai ấy. Bên kia, bên trong cái áo hở vai ấy. Áo mà đóng chui đầu mà có cúp đằng sau này này. Hở vai này. Gần giống cái áo tơ nữa. Chị Trương Phượng ok chị này. Chị Trần Nghĩa ok này. T8 mọi người này. Chị ơi không được tên bạn có đơn ấy. Thỉnh thoảng comment nó trôi nhanh các chị. Thỉnh thoảng comment nó trôi nhanh nhé mọi người. Đó nên các chị mình thông cảm cho em nhá. Lên dụng em mã là T8 cho em mọi người. T8 kèm số điện thoại cho em là các chị có đơn này. Chị Kiều Lan ok này. Của chị Liệu Phương ok chị này. Cái này em sale cho mọi người là 39.000 mọi người nhé. 39.000.
thuốc rồi, em cũng không rõ là nhà em còn hay không nữa. Các chị lấy thuốc muối là các chị cứ để lại cho bên em sụn não, nhưng nếu còn nhà em sẽ báo mình là còn nhé. T8 của chị Hà Lê, ok chị này. Bên xoay mã là T8 một người này. Còn màu gì này? Không cần màu vàng hay sao? Đây là cái màu vàng. Rồi mọi người ơi, chuyển mã nha các chị nha, chuyển vé đổi dấu mọi người này. Đây. Mã này nhìn rẻ đẹp mọi người này. Cái này thì vừa rẻ mà vừa đẹp luôn. Rồi em này em tặng nhanh nhá, chị nào lên trước là có nhá mọi người. À, mà này các chị lên cho em là T9 mọi người. T9 cho em nhá mọi người nhá, em xả mua chị cái. Có ít em xả nốt nhá. Cái này bình thường là hàng 119.000 nhá mọi người. Bình thường giá sẽ là 119.000 mọi người này. Lên cho em mã hàng là T9 nhá mọi người. T9 và kèm số điện thoại cho em là các chị có đơn em xả cho mỗi chị. Xả nhá mọi người, mỗi chị một cái mọi người này. Với giá là bao nhiêu tiền ạ? Ba mươi lăm nghìn nốt nhá mọi người. Lên cho em mã hàng là T9 nhá mọi người nhá. T9 đúng không nhỉ? T9 hay T10 nhỉ? T9 nhá mọi người. T9 này cộng số điện thoại cho em là các chị có đơn nhá mọi người nhá. Đây, giá các chị là 35.000. Chị Hồng Ngọc, chị Phạm Nhàn, chị Nguyễn Phương. 35.000 đồng một cái nhá mọi người. Được chưa ạ? Nên cho em mã là T9 nghe mọi người này. Chị Nguyễn Thị nè, chị Lan Phương, ok chị này. Hả? Ừ. Chị Bảo Thi là chị Đinh, chị Kim Cúc, ok chị này. Chị Thảo Lan là chị Heo. Ú Heo ú. À, chị heo ù, ok. Em đọc nhầm. Chị Hà Trần này, chị Đa Ngố Đắc Nông, ok chị này. Chị Triệu Đồng này, chị Nguyễn Hiền, ok chị này. Chị Minh Hường, ok chị này. Chị Thuê Linh Danh này, chị Hoàng Minh Như Quỳnh, ok chị này. Chị Mười Thanh, ok này. Chị Lan Nguyễn, ok là chị Nguyễn Thị Thơm, ok này. Cái này khác rồi. Hết rồi mọi người, hết rồi. 70 kg không vừa nhé mọi người. Cái này 70 cân không vừa nhé các chị nha. Rồi còn màu gì nữa nhỉ? Đâu, mất cho em màu đấy. Rồi hết T9 rồi mọi người, hết T9 rồi. Rồi rồi, cái màu này đẹp quá mọi người ơi. Màu này xịn dã man luôn này. Quên em chưa mở cúc. Quên em chưa mở cúc các chị ơi. Quên chưa đóng cúc các chị ạ. Đó.
rồi mã này các chị ơi. Bình luận cho em. Ui cái màu đẹp quá mọi người. T10 nhá. T10 35.000 này. Em này là T10 mọi người 35.000 một cái. Phải gọi là giá càng ngày càng rẻ hả mọi người ơi. Giá càng ngày càng rẻ nha các chị nhá. T10. Rồi của chị Đinh Mạnh này, chị Hạnh Nguyễn, ok chị này. 35.000 là một cái ạ, 40 cân đến 58 cân mọi người. Size từ 40 cân nha các chị nhá, đến 58 cân là các chị mặc vừa. Nên cho em mã là T10 này, chị Nguyễn Thìn này. Chị Bảo An này của chị Nguyễn Hiền, ok chị này. Chị Ngô Thị Phục, ok này của chị Minh Hương, ok chị này. Chị Lan Phan, ok là chị Tuấn Hoàng các chị này. 35.000 đồng một cái nhé mọi người. Nên cho em mã hàng là T10 cho em. T10 và kèm số điện thoại cho em là các chị có đơn mọi người này. Chị Hồng Ngọc, ok chị này. Chị Đa Ngố, ok một chiếc này. Chị Phạm Nhàn, ok một chiếc chị này. 35.000 một cái nhé mọi người nhé. 5 chiếc T10 của chị An Phạm, ok là chị Ngọc Ánh, ok chị này. Có án là 60 cân không có nhiều chị ạ. Nhiều 60 cân luôn nhé. Chị Chuyên Nguyễn, ok là của chị Sôn Mít, ok chị này. Chị Hà Trần, ok này. Chị Kim Loan Lê có T10 này. Lấy giúp em mã là T10 mọi người này. Chị Điển Sao của T10 là chị Kim Loan Lê này. Chị Hương Nguyễn, ok có T10 chị này. T10 và kèm số điện thoại cho em này. Các bác mình có đơn này. Chị Hương Nguyễn, ok có T10 chị này. Em xả nhé mọi người nha. Mỗi chị một cái là 35.000 một cái nhá. Rồi bây giờ lên các chị tiếp một em xem cái áo khoác màu cam kia đi. Lên đây các chị một em áo khoác nhé mọi người nha. Xả một chị áo khoác này. Đây mời chị Thanh Hải Nguyễn, ok chị này. Quên mất, tôi cởi cái nó cúc sau ấy. Rồi còn em áo khoác cho mọi người nhé. Rồi cái này hôm nay còn ít xả nốt này. Chị nào được người xuống nhé mọi người. Mã này ai được thì người đấy xuống luôn nhá. Không so sánh giá cái mã này nhé mọi người nhé. Em xả mỗi chị một cái luôn này. Sợ ra bụng thế nhỉ. Ăn cái gì rồi nhỉ? Hôm nay có ăn cái gì nữa. Rồi em này 40 cân đến 58 cân các chị mặc vừa. Một cái T11 cho nhá. Một cái áo khoác hàng 2 lớp siêu đẹp. Em xả 79.000. Áo này bên ngoài của nó sẽ là cái lớp thô lì mọi người này. Chất bên ngoài nhé mọi người nhá. Nó sẽ là cái lớp thô lì cho các chị em mình rất rất là đẹp luôn. Đúng không ạ? Bên ngoài là chất thô lì nhé mọi người. Còn bên trong nó sẽ là một cái lớp gió. T11 cho em mọi người ạ. T11 nhá. Em xả này. Mỗi chị một cái. Với giá là 79.000 đồng. Được chưa ạ? 79.000 mã này nhé mọi người nhá. Lên cho em T11. Rồi chị Chiêm Đoàn này. Chị Đinh Thị Kim Cúc này. Chị Hương Nguyễn, ok chị này. Chị La Thị Thu Ngọc, ok chị này. Nhà em không có đồ trẻ con nhé các bác nhé. Chỉ có đồ người lớn thôi. Chị Phương Bích, ok chị này. Chị Hương Nguyễn này. Chị Bảo An, ok chị này. Chị Hiền Phương, ok này. Chị Heo Đất, ok chị này. T11 này. Chị Ngọc Oanh, ok chị này. Chị ơi cái này ghi cho em mã hàng là T11 cho em nhé. T11 kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Cho em cái áo kẻ xanh nhỉ. Kẻ xanh ấy. Đấy. Đấy ngoài xanh đậm này. Đấy. T11 nhé mọi người ơi. Giá cho mỗi bác một cái là 79. Chị Nguyễn Vân, chị Kami Tu là chị Lan Hoàng này. Chị Oanh Trần này. Chị Bùi Diệu, ok chị này. Của chị Bé Dinh này.
chị Nguyễn Nga, ok chị này. Rồi cái này có ít em sale nhá. Cái này mọi người có ít em sale các chị này. Em này em tặng mỗi chị một cái, các chị lên cho em mã T12 nhá. Đúng mỗi bác một cái thôi, không được nhiều đâu. Chốt cho em tên một chưa, các chị cứ để lại số này có đơn mọi người. Không cần đọc tên vẫn có đơn nhá, cứ để lại cho bên em số này các chị có đơn. Đây. Rồi em này các chị lên cho em đây là áo len dáng rộng mọi người ạ. Áo len dáng rộng nhá. Mã hàng T12 là mỗi chị cái 29.000. Cái này là dáng rộng nhá mọi người, không phải là dáng, không phải là dáng bo đâu. Đây là dáng rộng này. Mỗi chị một cái nhá mọi người nha, em xả cho mọi người với giá là 29.000. Đây là áo dáng rộng nhá, T12 mọi người. T12 cho em mọi người này. Giá cho các chị em mình là 29.000 một cái đấy mọi người. 29.000 nhá. Nên giúp em mã hàng là T12. T12 kèm số điện thoại cho em là cả nhà có đơn nhá. Xong cho em cái mã màu đỏ có hai cái vạch 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 trên nốt này. 20 cái cũng sẵn. Vạch vạch này. T12 nhá, các chị cứ lên mã ấy, mà không cần là tên mà có đơn các chị cứ lên mã cho em nhá. Đấy, không không bên trong ấy, đấy có 20 cái đấy. Cứ lên mã hàng là T12 em tặng cái này 29 nha mọi người. Tặng 29.000. 29.000 một cái nhá. 40 cân đến 65 cân đây là dáng rộng mọi người. 40 cân nha các chị nhá, đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa nhá. T12 mọi người. T12 cộng số điện thoại cho em là được ạ. Rồi em này mọi người này. Xinh cực luôn. Cái màu đỏ này có mỗi xíu mọi người ạ. Cái này T13 nhé mọi người, 39.000 này. T13 có mỗi mấy cái đó mọi người ạ. T13 nhé. Đẹp chưa ạ? Xinh lắm mọi người. Áo 29.000 với áo len đấy chị ơi. Áo vừa lại là áo len nhé. Ồ, làm gì mà không nghe máy vậy chứ. Rồi mọi người, em này mã hàng là T13 nhá. Chị Minh Hạnh và chị Hà Lê, ok chị này. 39.000 mọi người, 39.000, 40 cân đến 60 cân mặc vừa T13. Chị An Tuấn, ok chị này. Chị Phương Vi này, chị Vi Lê, ok chị này. Chị Lan Phan, ok chị này. T13 cho em mọi người này, của chị Anh Nguyễn này, chị Thế Vinh này. Chị Nhung Nguyễn, ok này, hết T13 rồi này. Hết T13 nhé mọi người nhé. Toàn mấy mã đẹp mà nó chỉ có ít thôi, không còn nữa mọi người. Hết hàng rồi. À hôm nay chưa có mã nào có màu be, cho một cái mã màu be kìa. Hôm nay chưa có mã nào có màu be nhé, các chị có một mã nào có màu be thôi. Còn hôm nay chưa có mã nào có màu be luôn này. Chưa một mã nào có màu này nhé, đây là màu duy nhất của hôm nay có mọi người. Chị ra gọi chị này. Đây, từ đầu giờ chưa có mã nào có màu be nhỉ. Mỗi hôm nay mỗi cái mã này có màu be. T14 nhé mọi người. T14 cho em mọi người này. 40 cân đến 60 cân mặc vừa này. Giá các chị là 39.000 một cái nhé mọi người. T14 nhé mọi người. Cái tay này của nó là tay gen nhé mọi người nhé.
Tem 14 giúp em nhé mọi người. Đẹp cực kỳ luôn mã này. Đó. Giá cho mọi người sẽ là bao nhiêu tiền ạ? À? 39.000. Chị Lê Tiến Thành này, chị Thảo Trần này, của chị Lan Phan ok, chị là chị Khánh Ninh ok này. Lên cho em mã hàng là T14 mọi người này. Rồi T14 của chị Bùi Thuần này, chị Huyền Tuyền nó okay, chị này. Chị Nguyễn Hoạt này, chị Lương Hoài Lá các okay, chị này. 39.000 nhá mọi người. Chị Hà Lê ok chị này. Ngoại mãi chả thấy vào đâu bây giờ. Chị heo ù đang làm gì ạ? Chị Chuyên Nguyễn ok chị này. Thế lại thắm đi ra mất rồi. Tám đi đái rồi. T14 nhé mọi người. 39.000 nhé mọi người. À, các chị cứ chốt cho em mã hàng là T14 cho em nhé. T14 cộng số điện thoại cho em là được này. Rồi em qua mã cho mọi người này. Mã gì đây nhỉ? Cho em cái mã này màu đen. Rồi lại có 20 cái màu đen mọi người. Có 20 cái màu đen thôi. Rồi một mã tiếp màu đen có 20 cái mọi người này. Màu đen toàn hết các mọi người ạ, toàn hết màu đen thôi. Toàn hết màu đen thôi nhé mọi người nhé, xả vải khô còn đúng không nhỉ? Xả vải khô nhà em còn chị ơi. Đây. Rồi một màu đen mọi người này. Xong rồi hai chân cứ dần dần hết chỗ này là nghỉ. Đấy. Hai chị em cứ dần dần hết chỗ này là nghỉ. Đây. Rồi mọi người. Cái này là T15 nhé mọi người nhé. 39.000 màu đen được mỗi 20 cái nhé mọi người ạ. Được mỗi 20 cái nhá. Yeah. Ui cái màu đen là đẹp quá này. Yeah. Màu đen là đẹp dã man luôn mọi người. T15 nhé, 39.000 mọi người. 40 cân đến 60 cân. 40 cân nha các chị ơi. Đến 60 cân là các chị mặc vừa nhá. Này mặc ôm đi. Chiều phải đi mua xoắn xoắn. Rồi. Rồi của chị Hoa Trương cái nào mình gãy hết rồi. Chị Đinh Mạnh một cái gãy một cái hết. T15 nhé mọi người, 39.000. Em cho em mã là T15. Chị Phạm Nhàn ok này, của chị Cúc Đinh ok này, chị Vi Lê ok này, chị Nguyễn Quyến ok này. 39.000 một cái nhé mọi người. Chị sợ nhớ mong manh ok chị này. Chị Phương Bích ok này, chị Châu Phan ok chị này. Chị Hội Trần Đình này, chị Dung Trần ok chị này, của chị Lan Phan một chiếc này. T15 nhé mọi người nhé. T15 cộng số điện thoại cho em là các chị có đơn mọi người này. Rồi nốt sang nốt cái màu này cho các chị nhé. Hết T15 mọi người ạ. Áo dê mà không có chị này. Đấy. Rồi cái này là T16 nhé mọi người. Màu vàng này. Màu vàng tôn da trắng da mọi người này. T16 cho em mọi người này. Xinh chưa? Đấy. Màu vàng lúc nào cũng chạy về. Vì là cái màu vàng nó là cái màu tôn da ấy. Nó dễ mặc nhé mọi người nhé. Quần da thần thánh. T16 nhé mọi người nha. T16 các chị mọi người này. Đó đẹp chưa ạ? Chị Đặng Lan ok này, 39.000 mọi người. 39.000 một cái nhá. Chị Nguyễn Tuyến ok chị này. Lên cho em mã hàng là T16 này. Chị Nguyễn Hương ok này. Hết T15 rồi nhá mọi người. Chuyển sang 16 xem nhá. 16 cũng đẹp lồng lộn luôn đấy mọi người. 16 cũng siêu đẹp cho các chị luôn. T16 này. Chị Hà Lê này, chị Kiều Lam ok chị này. 39.000 ạ. Chị Phạm Nhàn ok chị này. Cái này là chất bôi zip mọi người, 60 cân không vừa. Cái này chỉ đến 60 cân thôi. Hàng này các chị giật quay máy giật thoải mái luôn. Chị Lương, chị Lường, chị Hằng, chị Nguyễn Giang, chị Kiều Lan này, chị Trần Quyên này,
chị Nguyễn Hạt này của chị Thu Phạm ok này, chị Anh Vân Võ này, chị Nguyễn Hiền này của chị Nguyễn Lương ok này, chị Khôi Đặng Khôi ok chị này, chị Chuyên Đào Đào ok chị này, của chị Mai Lê ok chị này. Cái này giá cho mọi người là 39.000 nhé mọi người nhé. Mã hàng là T16 nhé. T16 này, kèm số điện thoại cho em là được. Cái này là chất zip nhé mọi người. Chất zip này cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Xinh ơi là xinh mọi người. Cái họa tiết này nhé mọi người nhé. Ví dụ cái này này, cái phụ kiện này, chị nào không thích thì các chị tháo được phụ kiện. Ai không thích những các chị nhé, các chị có thể là tháo được phụ kiện ra luôn. Được chưa ạ? Đấy. Giá thì rẻ mọi người này. Lên cho em mã hàng là T16 nhé mọi người nha. Quần ngược hay quần xuôi lại mặc ngược? Đéo. Giờ mọi người em qua mã các chị mọi người này. Đây, lên các chị mã xinh nốt này. Đây là 45.000. Phản lỗ đó. Lỗ rồi các chị ơi. Em qua mã cho các chị nhá. Em tặng cho mọi người mã này em còn mỗi ít thôi ạ. Em tặng cho mọi người 45.000 một chiếc nhá, từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa đấy ạ. Nên cho em mã là T17 ạ. T17 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Em tặng cho mọi người xả lốt là 45.000 một chiếc thôi ạ. Còn mỗi ít tặng lốt cho mọi người nhá. Nên cho em mã là T17 kèm số điện thoại cho nhé. Đây, kèm cái phụ kiện luôn này các chị này. Đây, phụ kiện rất là xinh nhá mọi người. Thích gắn kiểu gì thì gắn này. Tặng cho mọi người 45.000. Không miễn ship nhá chị nhá. Nhà em không miễn ship ạ. Em tặng cho mọi người 15.000 một chiếc nhá. À 45.000. Em xin lỗi, em tặng cho mọi người 45.000 một chiếc. Lên trên mã T17 ạ. Chị Nguyễn Ruby có, chị Ánh Nguyễn có ạ. Chị Nguyễn Giang có T17 ạ. Chị Hương Nguyễn có T17. Chị Bích Phượng, chị Hoa Trương có T17 ạ. Chị Lường Thị Hằng có T17, chị Hà Trần có T17 ạ. Chị Lan Phạm có T17. Mọi người lên mã T17 kèm số điện thoại cho nhà em nhé. Em tặng cho mọi người 45.000 một chiếc thôi ạ. Chị Bích Mạnh có ạ. Chị Nhiên Kiều có. Chị Hương Đinh có T17 ạ. Chị Hứa Thu Vân có T17. Chị Lường Thị Hằng có T17. Chị Nguyễn Hòa có T17 ạ. Tặng rẻ cho mọi người 45.000 một chiếc thôi. Tặng nốt ạ. Chị Chuyên Nguyễn có T17 ạ. Chị Thạch Thị Phượng có ạ. 3 cái ạ. T17 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Em tặng cho mọi người 45.000 một chiếc thôi ạ. Áo nhung nổi rất là đẹp luôn nhá. Chị Nguyễn Nguyễn có ạ. T17 nhá các chị nhá. Chị Nguyễn Hương có T17 ạ. T17 nhá các chị nhá. Chị Lê Phan có T17. Chị Đặng Thắm có ạ. Chị Hương Minh, chị Thế Vinh ạ. Chị Kiều Lân ạ. Chị Đặng Hoa có T17 ạ. Heo ú có T17 nhá chị nhá. Chị Hiếu Hồ có ạ. Em xem mã T17 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa đấy ạ. 40 cân đến 60 cân mọi người vừa nhá. Chị Hà Trần có T17, chị Kim Tuyền có, chị Ngô Phượng có. Chân váy nhà em không còn ạ. Chị Ngọc Linh Mai có T17, chị Nguyễn Mai có T17 ạ. Em xem mã T17 kèm số điện thoại nhá. Chị Phạm Ngọc Hà có T17 2 chiếc ạ. Chị Trang Huỳnh có T17 ạ. Chị Thanh Hải Nguyễn có T17 nhé chị nhá. Chị Phạm Ngọc Hà có 2 chiếc ạ. Xong hết rồi nhá các chị nhá. Đây cho em mã là T17 kèm số điện thoại cho anh em nhá. Chị Lan Ngọc có T17 nhá các chị nhá. Em tặng cho mọi người 45.000 một chiếc thôi ạ. Quá là rẻ luôn đấy ạ. 45.000 một chiếc nhá các chị nhá. Chị Nguyễn Hoàng có 5 chiếc luôn này. Em qua mã cho mọi người nhá. Mọi người ai lấy mã T17 lên xem mã T17 kèm số điện thoại cho anh em nhé. Em nhớ em qua mã cho các chị nhé. T17 nha các chị nha. Kèm số điện thoại cho nhà em ạ. Mẹ nó thay người đỡ phải. Ai lấy mã T17 cứ lên mã T17 kèm số điện thoại cho nhà em nhé. Em qua mã cho các chị ạ. Vamos.
chị đợi em tí qua mã cho mọi người nha. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền nhỉ? Hôm qua lấy. Hôm qua 39.000. Hôm qua mã cho mọi người cái áo cộc cổ khóa nha mọi người nhé. Đây ạ. Áo cộc cổ khóa nha mọi người nha. Áo này em có cho mọi người 3 màu đấy ạ. Đây, áo cộc cổ khóa tay bồng rất là xinh nhá mọi người nhá. Em có 3 màu, em có màu vàng bò như em đang mặc này. Màu cam, lúc em bảo ra bảo chị màu cam. Mẫu này em có 3 màu cho các chị lựa chọn nhá. Màu đỏ này, màu vàng bò và màu vàng, nên cho em mã T18 nhá các chị nhá. Nên cho em mã này là mã T18 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người vừa đấy ạ. Đằng sau có dây đan lưng ở đằng sau đây các chị nhá. Dây đan lưng đằng sau đây ạ. Em có 3 màu nhá. Đây cho em mã là T18 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Mã này thì em có 3 màu đấy ạ. Em tặng lốt cho mọi người 39.000 một chiếc nhá các chị nhá. 39.000 một chiếc ạ. Lên cho em mã là T18 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Đây có 3 màu kèm màu kèm số điện thoại nhá các chị chọn nhá. Đây đây là màu vàng. Màu em đang mặc là màu vàng bò nhá các chị nhá. Đây màu đỏ luôn ạ. Có 3 màu nhá các chị nhá. Lên cho em mã là T18 kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em nhá. T18 kèm màu kèm số điện thoại cho các chị ạ. Tay nhá, nhà em có 2 loại tay gen, một cái tay kiểu gen trơn này, một cái tay kiểu gen nó có phối chữ này. Nhà em không chọn tay gen nhé mọi người nhé. Mọi người được cái tay gen nào lấy cái tay gen đấy giúp nhà em nhé. T18 kèm màu kèm số điện thoại. T18 kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em nhé. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. 39.000 một chiếc thôi các chị. T18 của chị Nguyễn Hương rồi ạ. T18 của chị Nguyễn Thiên. 39.000 một chiếc thôi ạ. Nguyễn rồi ạ. Có 3 màu ạ. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc. Chuyên, chị chuyên Nguyễn. 3 cái rồi. Chị Pháp Đại có rồi ạ. T18 nha các chị nha. Có rồi ạ. T18 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé. T18 chị Nguyễn Hèm có T18. Rất là xinh luôn nha các chị nha. Có T18. Cho mọi người. Chị Như Nguyễn có T18. Chị Như Nguyễn có T18. Chị Ngọc Vĩnh Nguyễn có T18. Chị Hoa Ngọc Lan có T18. Chị Trương Thị Hậu có T18 rồi ạ. Hà Hằng có T18. Rất là xinh. Chị Nguyễn Thị Chỉ có T18. Chị Trần Quyên có T18. Chị Nguyễn Giang có T18 rồi ạ. Chị Hồ Thị Lợi có T17. Chị Nguyễn Thìn có T18. T18 nha các chị nha. T18 kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em nhé. Chị Hằng Thu Đỗ có T18. Chị Tiên Mi Nguyễn có T18. Chị Võ Thảo có T18. Chị Nam Trang có T18. Chị Hà Lê có T18 rồi ạ. Chị Phạm Nhật có T18. Chị Trương Thị Hậu có T18. Chị Hương có T18. Chị Kiều Lam có T18. Cái đồng ở gì mở ra. Nó hẳn à. T18 nhá các chị nhá. T18 nên thổ cầm hồng nhé em còn gì nhá. Thì đấy nên thổ cầm hồng thì cứ bình luận là nên thổ cầm hồng. Em có 3 màu đấy ạ. Điện thoại cho em ạ. Màu vàng bò, T18 kèm màu kèm số điện thoại giúp nhà em nhé. Chị nào em không đọc tên thì mọi người cứ để lại số điện thoại để nhà em khắc gọi nhé. Màu đỏ nhá các chị nhá. Có chị Diệu My có T18, chị Ngọc Nguyễn Thị có T14. Nên cho em mã là T18 kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em nhé. Tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi. Màu đỏ có ít. 39.000 một chiếc thôi các chị nhá. Tặng chị Hồ Thị Nội có T18 rồi ạ. Chị Thạch Thị Phượng có T18 3 màu rồi ạ. 39.000 một chiếc thôi các chị nhá. 39.000 Kim Đàm có T18 rồi ạ. Quá là gì. Chị Hạnh Nguyên có Nguyễn có T18. T18 kèm màu kèm số điện thoại nhé các chị nhá. Chị Kim Đàm có T18. Chị Nại Thị Hương có T18 rồi ạ. Tặng cho mọi người 39.000 một chiếc. Có T18. Chị Nò Nguyễn Gia Phúc có tổng kho. Toàn kho. Chị Nhàn Kim có T18, chị Dương Lan có T18. T18 nha các chị nha. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. 39.000 một chiếc thôi các chị nhé. Đẹp lắm các chị ơi. Mỗi màu chỉ còn 20 cái thôi. Bao nhiêu cân? Từ 40 cân đến 60 cân mọi người mà vừa mã này đấy ạ. Từ 40 cân đến 60 cân nhé. Đây đằng sau có đan lên. Chị Trương Thị Hậu có rồi. Nên chưa mã là T18 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé. 39.000 thôi các chị nhá. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ.
39.000 một chiếc rồi các chị nhá. 39.000 một chiếc rồi ạ. Lên cho em mã là T18 kèm số điện thoại. Thủy có T18 thì Niên Vũ có T6. Màu lạ đẹp luôn ạ. Đây màu vàng này. Màu vàng bò như em đang mặc nữa nhá. Ai lấy mã T18 lên mã T18 cho nhà em nhá, xong em qua mã cho mọi người ạ. Lên mã là T18 kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Xong em qua mã cho mọi người nhá. Lên xem mã là T18 kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Xong em qua mã cho mọi người. Cái này chứ? Rồi à? Hả? Chưa. Lô này bán mấy rồi? Lô này bán màu vàng, màu vàng, màu đen rồi. Màu đen rồi, bán màu trắng rồi. Em lên cho mọi người cái mã áo lơ thiết kế màu trắng nhé mọi người nhé. Đây. Áo lơ cọc nha mọi người nha, lơ cọc của có cái lơ rất là xinh luôn ấy. Đây. Vừa nãy nhà em lên màu đen với màu vàng rồi giờ em lên màu trắng cho mọi người nhá. Thế. Mã này rất là xinh luôn nhá. Đây, trời ơi, nhìn như công đây chúa. Đây lại bồng bồng ren ren như công chúa ấy các chị ạ. Đây đằng trước nó có một cái lơ to rất là to luôn nhá. Em tặng cho mọi người mã này tặng rẻ cho các chị 39.000 một chiếc nhá các chị nhá. 39.000 một chiếc ạ. T7 bao nhiêu cân? T7 từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa đấy ạ. Lên cho em mã là T19. T19 nha các chị nha. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc ạ. Lên cho em mã là T19 kèm số điện thoại. T19 nha các chị nha. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. Lên cho em mã là T19 kèm số điện thoại nhá. Màu trắng luôn. Quá là đẹp luôn. Màu trắng nhìn như công chúa. Từ 40 cân đến 58 cân mọi người mặc vừa nhá. Mọi người lên cho em mã là T19 nhá. T19 kèm số điện thoại cho nhà em nha các chị nha. Nguyễn Hương có T19 rồi. T19 ạ. T19 nha các chị nhá. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. 39.000 một chiếc các chị nha. Đây cho em mã là T19 kèm số điện thoại cho nhà em. Đẹp quá. Chị Heo Ù có T19. Chị Ngọc Vĩnh Nguyễn có T19. T19 Nguyễn Hương có T19 rồi. Áo cọc còn ít thôi các chị ơi, các chị nhanh tay là có nhá. Còn một ít thôi em tặng lúc cho mọi người. Có T19, chị Lê Hiền có T19. T19 nữa các chị ạ. Có T19 ạ. T19 kèm số điện thoại cho nhé. Chị Trần Quyên có T19. T19 màu trắng rất xinh các chị ơi. Đây. Rất là xinh luôn nha. Chị Uyên Trần có T19 ạ. Chị Đoàn Lệ có T18, T19, chị Chuyên Nguyễn có T19. Chị Hiền Nguyễn có T19. T19 nhá các chị nhá. Thành Luân có T19. Rất là xinh luôn. Chị Thạch Thị Phượng có T19 hai cái. Còn một ít em tặng lúc nhá. Chị Mích Hợp có K21. Chị Bùi Hoàng Kha có T19. Chị Hoa Ngọc Lan có T19. Chị Nguyễn Thị Tuyền có T19. Chị Thế Vinh có T19 rồi. Chị Thanh Thảo có T19. Còn mấy chiếc thôi nhá, mấy chiếc. Trình Thanh có T19. Chị Nguyễn Thị Huyền có T19 rồi ạ. Chị Phạm Hướng Trứng có T19. Chị Hải Yến có T19. Chị Thanh Trinh Thị có T19. Ai lấy T19 lên cho mã là T19 kèm số điện thoại nhá. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi. Áo lơ cọc này đẹp lắm chị. Quá là đẹp luôn, tay chị bồng. Thạch Thị Phượng có rất là xinh rồi nhá. T19 nha các chị nhá. Có T19. T19 nha chị nhá. T19 là cái gen màu trắng này. Một cái gen ngắn thôi. Cái này nó không chọn. Em tặng xả rẻ cho mọi người cái mẫu áo cọc cổ ren bèo này nhá. Mẫu này em có mấy màu nhá. Chị có T11, chị Thái Bùi có T18, có đơn rồi nhá chị nhá. Ai lấy mã em mặc lên cho mã là T19 kèm số điện thoại nhá. Tặng cho mọi người 39.000 một chiếc rồi. Cấp 2 nhỉ em không chứ rồi nha. Tặng 39.000 một chiếc nha. Chị Minh Huệ có đơn. Chị Sùng Tràng có đơn rồi ạ. Chị Vũ Thành Luân có T19 rồi ạ. T19 kèm màu kèm số điện thoại giúp nhà em nhé các chị nhá. T19
Mẫu nào cũng đẹp cô chị ạ. Mẫu nào cũng đẹp luôn các chị ạ. Mẫu nào cũng xinh. Áo cọc màu nào cũng đẹp luôn ấy. Đây, cổ ren bèo nhá mọi nhá. Ren rất là xinh. Em tặng cho mọi người mẫu này không chọn màu giúp nhà em nhá. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đây, áo cọc cổ ren này. Tay cũng có ren bèo luôn mọi nhà. Mẫu này từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc. Lên trên mã là T20 ạ. T20 kèm số điện thoại nhá. Mọi người mẫu này em tặng cho mọi người không chọn màu giúp nhà em nhá. Mẫu này em xả lẫn lộn đấy ạ. Không chọn màu giúp nhà em, màu nào cũng xinh, màu nào cũng đẹp luôn ạ. Đây, em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc. Lên trên mã là T20 kèm số điện thoại nhá. T20 kèm số điện thoại, chất bo zip co giãn ạ, cổ ren, tay ren luôn nhá các chị nhá. Đây, chất rất là đẹp và mát luôn. Lên trên mã là T20 kèm số điện thoại nhá. T20 ạ. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. Cổ cổ ren bèo rất là xinh luôn nhá. Lên trên mã là T20 kèm số điện thoại ạ. T20 của chị Thanh Phượng có T20 ạ. T20 nhá các chị nhá. T20 kèm số điện thoại cho em nhá. Đây. Chị Nhi Uyên có T20 ạ. Hai chiếc màu của chị đẹp, màu nào cũng xinh luôn. Hai chiếc của chị ạ. Chị Nguyễn Thị Bích Hồ có T7, chị Ngọc T20 có T20 hai cái. T20 nhá các chị nhá, em tặng cho mọi người. Chị Hoa Lê có T20 ạ. Có 39.000 một chiếc thôi các chị đẹp ơi. Lắm. Rất đẹp lắm ạ. Màu nào cũng đẹp luôn. Rất đẹp lắm các chị nhá. Lên cho em mã là T20 kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Màu nào cũng đẹp luôn đấy ạ. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. 39.000 một chiếc thôi các chị nhá. T20 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Đẹp lắm các chị ơi. Số điện thoại nhá. Toàn màu xinh thôi. Có giãn luôn. Màu nào mặc lên cũng xinh luôn. Màu đẹp luôn ạ. Nó còn lẻ màu, mỗi màu có mấy cái thôi, em tặng nốt cho mọi toàn người. Màu đẹp, không có màu xấu đâu các chị nhá. Toàn màu đẹp thôi nhá các chị nhá. Chị Phạm cho mọi người 39. Chị Phạm Nhật có T20, chị Phạm Xứng có T20, chị Vũ Thành Luân có T20 rồi. T20 nhá các chị nhá. Tặng cho mọi người 39. Chị Nguyễn Thìn có T20 3 cái. T20 3 cái thì được 3 màu các chị nhá. T20 của chị Nguyễn Sơn có T19. Chị Chín Phan có T18, T20. Chị Hảo Lý có T20 rồi ạ. T20 nhá các chị nhá, màu nào cũng đẹp luôn ấy ạ. Tặng cho mọi người 39. Chị Hoàng Thị Hải có T20 ạ. 39.000 một chiếc thôi ạ. T20 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Mẫu này nhà em bán không chọn màu nhá. Màu nào cũng đẹp luôn ấy. Chị Như Bùi có T20 2 chiếc rồi. Chị Lan Nguyễn T20 okay, nhá các chị nhá. T20 ạ. Em chỉ còn đúng khoảng 2 chiếc thôi. Của chị Vân Hà Thủy có T20 nhé. Chị Nguyễn Hoài có T20. Chị Hải Yến có T19 rồi ạ. T20 nhá các chị nhá. T20 kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi. Màu nào cũng xinh. Chị Hồ Thị Nội có T20 ạ. Màu nào cũng đẹp luôn nhá. Chị Hồ Thanh Nga có T20. Chị Hồng Nguyễn có T20 ạ. Còn một ít mấy chiếc này. Chị Nguyễn Liên có T20 ạ. Còn mấy chiếc nữa là hết thôi các chị nhá. Anh Đào Hoa có T20 rồi ạ. Nguyên mã T20 kèm số điện thoại cho nhà em nhé. T20 nhá các chị nhá. T20 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. 39.000 một chiếc quá là rẻ, là đẹp luôn. Chất bo zip co giãn này. Áo đấy tặng rồi. Áo ngực đá này rồi. Thôi có bẻ này đấy chứ. Chưa. Lên cho mọi người mã khóa tiếp nhé. Khóa cổ bèo nhé mọi người nha. Mọi người vào sau cho em xin quần sót nhà em không có. Mã này còn một ít em tặng lốt cho mọi người nhé. Mọi người vào sau cho em xin một lúc chia sẻ nhá. Mọi người cho em xin một chấm nào. Đây cọc của khóa bèo nhá. Mỗi mẫu bây giờ nó chỉ còn một ít thôi ạ. Nhà em tặng nốt cho mọi người nhá. Sắp nghỉ Tết rồi mọi người, tranh thủ mua đi. Chị Quý Khánh có T20, chị Hảo Thương có T20. Mọi người cứ lên mã kèm số điện thoại cho nhà em là có đơn cho mọi người nhá. Mọi người lên mã này, mã T21 cho nhà em ạ. T21 nhá. Giờ toàn bán khá giá. Em có màu be như em đang mặc này.
màu hồng cũng được con chục cái thôi. Màu be và màu hồng nhá, lên chơi mã là T21 kèm màu kèm số điện thoại cho người em nhá. Đây, màu hồng rất là đẹp luôn. Cổ bẻ khóa bèo nhá mọi người nhá. Đây, chất bo zip co giãn quá là đẹp luôn ấy. Cực đẹp luôn đấy ạ. Đây, cổ bèo như này nhá mọi người nhá. Cổ bẻ bèo luôn ạ. Em tặng cho mọi người mã này. Đấy. Không thể à? Không biết. Mã này bao tiền? Em tặng cho mọi người mã này 45.000 một chiếc đi. 45.000, lên cho em mã là T21 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Em cảm ơn chị Mai Lệ ạ. Lên cho em mã là T21 kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Em tặng cho mọi người 45.000 một chiếc, từ 40 cân đến 60 cân mọi người vừa. Lên cho em mã là T21 kèm màu kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Chị Thế Vinh có T21 ạ. Chị Thiên Đàm có T21 màu hồng. Có màu chị... be và màu hồng nhá. Chị Ngọc Vinh Nguyễn có T21 ạ. Màu be, ok chị này. Mã này nhà em chị có 2 màu. Nguyễn có T21. Chị Nguyễn Kim có T21 ạ. Chị Lê Thị Thùy Linh có T21. Chị Vũ Thành Luân có T21 ạ. T21 nhá các chị nha. Chị Hiền Phương có T21. Tặng cho một người 4 là Hồng Tuyết có T20, T21. T21 kèm màu về số điện thoại nhá các chị nhá. Chị Thiên Nguyễn có T21. Chị Hiền Phương có rồi ạ. Chị Hoa Học Lan có T21. T21 nha các chị nhá. Mỗi cái chỉ còn chục hơn chục cái thôi các chị. Chục cái thôi, mỗi chiếc chỉ chị còn chục cái. Chị Nhiên Kiều có T21, chị Hiền Phương có T21. Màu nào cũng đẹp luôn các chị nhá. Tặng nốt cho mọi người 45.000 một chiếc. Phạm 45.000 có T21. Vừa rẻ vừa đẹp các chị ơi. Rồi nhé, toàn bán nỗ rồi ấy. Để thu hồi vốn nghỉ Tết. Tặng nốt cho mọi người đấy ạ. Sắp nghỉ Tết rồi các chị nhá. Chị Hiền Phương có T21, chị Nguyễn Liên có T21. Chị Hương Nguyễn có T21, kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em nhé. Chị Quyên Hoàng có T21, chị Tuyết Nguyễn có T21, chị Hải Yến có T21. Màu nào cũng đẹp luôn, có hai màu nhá, màu be và màu hồng nhá các chị nhá. Đây. Chất mặc nó chị sướng Hoa cực kỳ. Có T21, chị Nguyễn vừa Nguyễn mềm, có vừa T21, nhẹ, vừa chị Gà Lệ có T21, chị Hiền Phương có T21. Chị Tòng Sợi có T21, màu be, chị Đỉnh, chị Đinh Hẻ Điểm. Chị Đỉnh Điểm có T21 hai màu. Lên cho em mã là T21 kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em nhé. Em tặng cho mọi người 45.000 một chiếc thôi ạ. Kinh chị có T21, chị Nga Nguyễn có 39 là mẫu thì chị ơi, chị lên mã cho em nhé. Lên mã cho em là mã T21 kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em. T21 nhà em là 45.000 một chiếc. Bò thì có giãn quá là đẹp. Chị Anh Đào Hoa có T21. Lên mã cho em là T21 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Hằng Trần có T21 rồi ạ. Có 45.000 một chiếc thôi, tặng rẻ lốt cho mọi người ạ. 45.000 một chiếc nhá. Chất này có nó bo zip co giãn mặc sướng cực kỳ luôn ạ. Từ 40 cân đến 60 cân các chị mặc vừa đấy. Còn 6 chiếc màu đỏ. Còn có 6 chiếc màu đỏ này, em không gặp tên nhá. Chị nào chốt thì ai lấy màu đỏ thì bình luận màu đỏ cho nhà em nhá. Đây. Màu đỏ đô cực kỳ là đẹp luôn nhá các chị nhá. Em còn có 6 chiếc màu đỏ thôi, chị nào lấy màu đỏ thì bình luận màu đỏ nhá. T21 màu đỏ nhá các chị nhá. T21 màu đỏ nhá, em có 6 chiếc thôi ạ. Chị nào lấy màu đỏ thì bình luận mã T21 màu đỏ nhá. Em không đọc tên nhá các chị nhá. Chị nào chốt trước thì được màu. Chị nào thích màu đỏ thì chốt cho nhà em nhá. Đây, T21 màu đỏ nhá các chị nhá. Em có 6 chiếc màu đỏ thôi. Chị nào lấy màu đỏ thì mình lấy T21 màu đỏ ạ. T21 màu đỏ nhá các chị nhá. Còn mấy chiếc màu đỏ thôi, em không đọc tên nhá. Chị nào được màu đỏ thì lấy màu đỏ cho nhà em nhá. Chị nào chốt trước mà được màu đỏ ấy thì mọi người lấy màu đỏ nhá. Màu đỏ rất là xinh luôn đấy. Đây. Màu đỏ rất là đẹp nhá. Màu đỏ này mặc cực kỳ đẹp luôn đấy, tôn da luôn. Màu đỏ đều đỏ mận đấy ạ, không phải đỏ tươi đâu. Màu đỏ cũng đẹp, rất là đẹp luôn ý. Có mấy chiếc màu đỏ thôi. Chị nào lấy màu đỏ thì chị nào chốt được thì nào chốt nhá các chị nhá. Lại ra gì đấy. Bánh ngồi. Mọi người mỗi mã về sau này em like là còn lẻ tẻ màu ấy mọi người ạ. Mỗi màu còn mấy cái thì còn đấy thôi. Đây mỗi màu chỉ còn bằng hai cái. Đây màu trắng được bằng này nhá các chị nhá. Màu đỏ được bằng này. Mỗi màu chỉ còn mấy cái thôi ạ. Mọi người vào sau cho em xin một chấm nhá. Và vào sau cho em xin một chấm và một lúc chia sẻ nha. Và sau em tặng cho mọi người rất nhiều mã rẻ luôn ạ. Để sau em tặng cho mọi người rất nhiều mã rẻ luôn nhá.
Mọi người ở lại với em gần cuối live, em tặng cho mọi người rất nhiều mã rẻ luôn ấy. Tặng toàn mã rẻ thôi ạ. Rẻ đẹp. Cái màu vàng này khác này. Ừ. Ừ. Hai cái, ba cái vàng thì có làm cái vàng gì đó. Bỏ cái trái này sao? Lên mã này cho em mã là T22 nhá các chị nhá. T22. T22 nhá các chị nhá. T22 em có màu be như em đang mặc này. Đây. Rất là xinh luôn, cổ nó phối kiểu gen rất là xinh luôn. Có màu be như em đang mặc này. Màu trắng em còn mấy chiếc này. Đây, màu trắng nhá các chị nhá. Và màu đỏ. Màu be thì em còn số lượng nhiều hơn một chút. Màu trắng thì em còn mấy chiếc. Màu đỏ thì em chỉ còn mấy chiếc thôi. Em tặng lốt cho mọi người mã này ba. 39 nghìn một chiếc thôi các chị ơi. Quá là rẻ luôn ấy. Có 39 nghìn một chiếc. Lên trên mã là T22. T22 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé em nhé. Em tặng lốt cho mọi người 39 nghìn một chiếc thôi các chị ạ. Lên trên mã là T22 ạ. T22 nhá. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người là vừa đấy. Chất bo zip co giãn này. Đây trên mã là T22 nhé. Chị Nguyễn Son có T22 màu đỏ này. Chị Vũ Thành Luân có T22 đủ màu này. T22 nhé các chị nhá. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. 39.000 một chiếc thôi các chị nhá. T22 nhé các chị nhá. Lên trên mã chị Hồ Thanh Nga có T20 à. Đây trên mã này là mã T22 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé. Tâm Thanh Bùi có T22 ạ. Chị Nhi Uyên có T22, em có ba màu nhá, chị màu Như Ý có đơn chưa thôi. Chị Anh Thư có T22. T22 nhá các chị nhá. Chị Nhi Uyên có rồi ạ. Chị Hương Huỳnh có T22 ạ. Chị Hồng Ngọc có T22 ạ. 39 nghìn một chiếc thôi các chị ạ. Màu nào cũng đẹp luôn. Những nhìn cái trong ngay, nhìn ở ngoài còn xinh hơn luôn đấy các chị. Những cái màu áo cộc này nhé, toàn những mã áo cộc chất bo zip co giãn Nguyễn có T22 ạ. Chị Hạo Lý có T22 rồi. T22 nhá. Lại chị Hương có T22, chị Hào Dương có T22, chị Tuyết Nguyễn có T22. Lên mã T22 kèm màu kèm Huỳnh có 22 rồi ạ. Chị Tòng Sợi có T22. Chị Nguyễn Hoa có T22, chị Ngọc Phạm có T22, chị Sương Trần có T22, chị Hạnh Nguyễn có T22 ạ. Chị Bạch Gai có T22, chị Thu Hương có T21. T21 là 45.000. Đây xem mã là T22 nhé. Thu có T22 ạ. T22 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé em nhé. Em tặng cho mọi người 39 nghìn một chiếc có T22 rồi. 39 nghìn một chiếc rồi các chị nhá. Chị Trang Bùi có T22 ạ. T22 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé em nhé. Em tặng cho mọi người 39 nghìn một chiếc nhé. 39 nghìn một chiếc cho các chị nhá. Anh Võ Văn có T18. T18 còn chị cứ để lại số điện thoại nhé chị nhá. Chị Nhàn Kim có T22, chị Nguyễn Thị Duyên có T22. Màu đẹp các chị nhá. Có 3 màu ạ. Màu trắng có 6 chiếc thôi. Màu be, màu trắng, màu đỏ. Lên trên mã là T22 chị kèm màu kèm số điện có T22 màu be. T22 nha các chị nhá. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. 39.000 một chiếc các chị nhá. Những mẫu ao cọc này vừa rẻ vừa đẹp, những chiếc bo zip co giãn cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa. Trên ngô đi vẫy bà đây. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa nhá. Tặng cho mọi người có 39.000 một chiếc thôi, quá là rẻ luôn đấy. Áo của con phân này. Đây. Không còn mỏ. Không biết cái o be nó xếp lẫn cả vào đấy. Đây nó có cổ tròn này. Nó ở bên kia ấy, mấy cái cọc của ba phân mà nó chưa phân ra. Nó tưởng cái đấy mình cái đấy là một thì đây cái đấy o be. Có chọn màu không? Tặng nó không chọn. Hôm qua đám màu hồng chạy lên nhỉ. Em tặng cho mọi người cái mẫu áo nhung nổi của ba phân nhé mọi người nhá. Nhung nổi của ba phân ạ. Còn một ít em tặng nó cho mọi người nhé. Màu nào cũng đẹp luôn đấy ạ. Để lại cái này là một cái thứ con sáng em nhặt hết của em ấy. Ừ. Nhung nổi của ba phân nhá chứ chị nhá. Đây hôm nay em mặc cái màu khác đi. Hôm qua em
em bán màu hồng hết trong lốt nhạc luôn đấy. Đây, hôm nay em mặc cái màu cam cho các chị xem nhé. Còn lẻ tẻ mấy màu em tặng cho mọi người không chọn màu nhá. Tặng lốt cho mọi người 39.000 một chiếc ạ. 39.000 các chị nhá. Bình luận cho em mã là T23. T23 kèm số điện thoại cho nhé nhá. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người vừa mã này ạ. Lên mã cho em là T23 màu kèm cũng đẹp số điện thoại nhá. Không có màu nào xấu hết. Đây. Màu nào cũng đẹp luôn ấy ạ. Nhung lụa cổ 3 phân nhá các chị nhá. Họa tiết này, quá là đẹp luôn. Chú thì Hương có T22 rồi ạ. Lên mã này cho em là mã T23 kèm số điện thoại cho nhé em nhé. Nhé, không miếng ship chị nhá. Em tặng cho em là toàn quốc là 30.000 trên một đơn hàng các chị nhá. Màu đen nữa này các chị nhá. Nhé, em bán không chờ màu mã này lỗ rồi. Đây ạ, màu nó lộn xộn lẫn lộn hết. Em cho Lan Ngọc có được luôn vào nhá. Thì Dung Trần có T22 rồi. Lên mã này cho em là mã T23 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người vừa đấy ạ. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa nhá. Chị Yến Nguyễn có T23. T23 kèm số điện thoại cho anh em nhé. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. Áo nhung nổi cổ 3 phân nhá. Đẹp lắm chị ơi. Tặng cho mọi người 39.000 một chiếc. Chị Hương Nguyễn có T23. Chị Bích Vượng có T23. Màu tiết rất là đẹp luôn nhá. Màu nặng đẹp luôn lên. Em tặng cho mọi người không chọn màu mã này giúp nhé em nhé. Nó chỉ có mấy màu đây thôi. Đây, có cả màu be nữa các chị nhá. Màu nặng đẹp luôn ạ. Em tặng cho mọi người không chọn màu lên xem mã là T23. T23 Nguyễn Dương có T23 3 chiếc rồi ạ. Chị Nguyễn Thị Chí có T23. Dương Trần có T23. Chị Anh Thư có T23. Chị Hào Dương có T23. 39.000 một chiếc thôi ạ. 39.000 một chiếc thôi các chị nhá. Đỗ Hoài có T23. Chị Tiến Nguyễn có T23. Chị Lê Thủy có T23. T23 kèm chị Như Hùi có T23. Chị Hồng Thứa có T17 T23 rồi ạ. 39.000 một chiếc chị nhá. Đấy thôi em tặng lốt cho mọi người ạ. Chị Hương Nguyễn có rồi, chị Chuyên Nguyễn có, chị Hoàng Sen có, chị Phương Nga có 3 chiếc ạ. Chị Dương, Tâm Dương có rồi ạ. Chị Trần có T23, chị Bùi Hồng có T23, chị Ngô Thị Phụng có T23 rồi ạ. Chị Tạ Thị Oanh có T23, chị Hoa Lê có T23. Đẹp lắm chị ơi. Em tặng cho mọi người có 39 chiếc rồi. Chị Đăng, Đăng Cao Đông có T23. Chị Thùy Dung màu nào có T21, T23. Chị Hiền Phương có T23, T21 rồi ạ. Mẫu quá là đẹp luôn đấy. Màu nào cũng đẹp nhé. Mọi người không chọn màu thì nhé. 39.000 thôi các chị ơi. 39.000 một chiếc thôi ạ. Chị Hiền Phương có T23 rồi ạ. Chất cực kỳ đẹp luôn. Chị Thóc Cu có T23. Lên mã xem là T23 kèm số điện thoại cho nhé. T23 nhé các chị nhá. Khanh Hải Nguyễn có T23. T23 kèm số điện thoại cho nhé. Tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. Hào Dương có T23 rồi ạ. Chị Phương Thùy có T23. Chị Hồng Tuyết có T23. Chị Hiền Phương có T23 rồi ạ. Chị Vũ Thị Hường có T23. Lên mã cho em là T23 kèm số điện thoại. T23 nhà em là không chọn màu nhé chị Vũ Thị Hường nhé. Chị Nguyễn Thúy Liễu có tặng hết T17, T21. Chị Lý Hoàng có T23. Đây còn mấy cái này. Bán hết. Chị Trinh Phạm có T23, chị Hiền Phương có rồi. Khác rồi. Mình cá hơi đỏ ngon. Đây, hôm qua tìm cái bài hàng này. Hôm trước thì đang mang ngực cái này. Yeah. Các chị buộc dạ. Màu của mình đáng hơn sáng. Đến đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mọi người mẫu áo cộng này nó đá cực kỳ đẹp nhưng mỗi mẫu chỉ còn mấy chiếc thôi mọi người. Có cái màu trà đỏ. Có 7 cái màu đen với 6 cái màu đỏ nhá các chị nhá. Em tặng nhanh cho mọi người ạ. Mỗi mẫu này đẹp nhưng mà mỗi mẫu nó chỉ còn có mấy cái thôi. Tặng nhanh nha các chị nhá. Màu đen em còn mấy chiếc và màu đỏ em còn mấy chiếc. Em tặng cho mọi người mã này bao nhiêu? Em tặng lốt cho mọi người bán rẻ quá tiếc cơ mọi người ạ. Em tặng cho mọi người 40.000 một cái nhá. 40.000 một cái. Màu đen em còn mấy chiếc này. Màu đỏ có 6 chiếc. Màu đen em có 7 chiếc thôi. Em tặng cho mọi người 40.000 một chiếc. Lên cho em mã là T24. T24 nhá các chị nhá.
T24 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé em nhé. T24 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé em nhé. Em tặng cho mọi người 40.000 một chiếc ạ. 40.000 một chiếc nhá các chị nhá. T24 màu đỏ có 6 chiếc và màu đen có 7 chiếc thôi các chị ạ. Mọi người lấy màu nào thì mình có T24 màu đen. T24 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé. Không đủ tiền đá đâu mọi người, đá cả người như này mà có 40.000 một cái. Đó là rẻ luôn. Đẹp lắm thì có chị ạ. T24 nhá các chị nhá. T24 chị Hiền có T24 ạ. Từ 40 đến 60 cân đến 60 cân mà mình vừa. Chất chị Ly Lê có T24, chị Nguyễn thì chị có T24, chị Nguyễn Sơn có T24, chị Đỗ Hoài có T24. Cứ đọc chị Phạm ạ. Trần Bích Ngọc có, chị Hoa Vũ có, chị Hải Yến có. Lên trên mã là T24 nhá các chị nhá. Chị nào nhanh tay thì còn mà chậm tay thì có, chị Nguyễn Thành Lân có. Chị Tạ Thị Oanh có, chị Trị Vầng Cao có, chị Uyên Trần có. Chị Thu Phạm có, chị Hương. Trẻ em nhớ cái gì? Chị Anh Tư có. Lên trên mã là T24 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Sinh có, chị em tặng cho mọi người 40.000 một cái ạ. Chị Thế Vinh có rồi ạ, chị Hằng Trần có rồi ạ. Chị có hai cái bốn mươi tăm như nhờ con đôi một có già có nhém hết bộ. Hết hàng nhá các chị nhá. Mã này nhém hết hàng ạ. Mã này nhém hết hàng nhá các chị nhá. Thôi không có đâu, có mỗi hàng em hết hàng nha các chị nha. Mỗi màu em còn có mấy chiếc thôi ạ. Em tặng cho mọi người 40.000 một chiếc, quá là đẹp luôn ấy. Còn mẫu áo mộc đẹp luôn. Em like về sau tặng. Mã này bán rồi mọi người. Like về sau tặng cho mọi người toàn bộ mã này luôn nhá. Cái gì? Cái đấy bán màu trắng rồi. Tặng cho mọi người toàn mã rẻ luôn ấy ạ. Toàn những 39-40.000 thôi. Em thắng xinh gái. Tặng cho mọi người toàn mã rẻ luôn ấy ạ. Quá là rẻ luôn. Có 39.000 đi cả 40.000 một chiếc áo thôi. Em qua mã cho mọi người nhá. Mã em đang mặc hết rồi ạ. Vừa rẻ vừa đẹp. Mỗi mã chỉ cần mấy chiếc nhá. Đây lên mã này cho mọi người nhá. Mỗi mã chị em chỉ cần mấy chiếc thôi các chị nha. Chị nào nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết. Chị Phương ra cứ ngồi dâng áo sợ mặt. Phương ra sướng thế, ăn bữa thương ngon thế. Cứ ngồi đây nha, cho mình dâng nhâng áo lên. Mình quay lại như này là trái mình đầu xanh thôi, vẫn là trái. Em lên mã này màu hồng cho các chị nhá. Vừa lấy hàng lai màu trắng rồi ạ. Em lên mã này cho các chị màu hồng. Cả đĩa nữa tươi chán. Không mời các bạn ngồi nhai xong rồi nhường áo. Lên mã này màu hồng nhá các chị nhá. Đây xem mã là T25 ạ. T25 nhà em có màu hồng với màu đỏ nhá các chị nhá. T25 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé nhá. Từ 40 cân đến 60 cân các chị mặc vừa đấy ạ. Từ 40 cân đến 60 cân các chị mặc vừa nhá. Lên xem mã là T25 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé nhá. Em tặng nốt cho mọi người 39.000 một chiếc ạ. Đây nhìn đây. Chốt cho mình trước đây. Lên trên mã này là mã T25 nhá các chị nhá. T25 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé em nhá. 39.000 một chiếc nhá các chị nhá. Em có màu hồng như em đang mặc và màu đỏ nhá. Lên trên mã là T25 ạ. T25 màu hồng của chị nhìn đây. Số mất rồi em không nhìn thấy. Chị Nguyễn Son này. Đây trên mã là T25 nhá. T25 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé em nhá. Đây, T25 kèm màu. Giỏ thật, có gì đấy. Còn quần chip không chốt? Quần chip nhà em like rồi đấy ạ. Quần chip nhà em like là 89.000 một lố thôi. Còn có 20 lố thôi, em tặng lốt mọi người 89.000 một lố quần chip. T25 nhá các chị nhá. Lên mã này xong mã T25 nhá. T25 kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Tặng lốt cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. T24 nhé, hết hàng rồi nhá các chị nhá. T24 hết hàng rồi. Chất bo zip co giãn cực kỳ đẹp luôn, cổ ren bèo này mọi người nhá. Nhìn rất là xinh luôn các chị ơi. Mã là T25 kèm màu kèm số điện thoại. Thì Khánh Linh có T25. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. 39.000 nhé, hết hàng. Thì Trang Bùi có T25. Mua xem mã. Nguyễn Hoạt có T25. Lên trên mã kèm màu kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Đỗ Hoài có T25 rồi ạ. Mọi người cứ lên mã kèm màu kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Mà có đơn nhá các chị nhá. Màu nào cũng kèm luôn, em có hai màu luôn ấy. Chị Duyên Quách có T25. Màu hồng và màu đỏ nhá các chị nhá. Mùi cao đấy.
T25 kèm màu kèm số điện thoại nhé các chị nhá. Nhà em bán cho các chị với giá là 39.000 một áo thôi ạ. 39 đẹp lắm các chị ơi. Nên mã cho em là T25 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Mặc rất là xinh, chất bò phối rất đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Chị Thùy Nương Thu có đơn rồi ạ, chị Nhã Tâm. Quần sớt da của em mặc là rồi. Quần em câu mồi các chị đấy. Em không có đâu. Mồi có T25. Có mỗi một chiếc. Chị Hữu Sắm có T25 rồi. Lên trên mã là T25 kèm màu kèm số điện thoại. Có T25. Tặng cho mọi người 39.000 một chiếc. Chị già vào đây nhiều thế này. Nó tay dài rồi. Chị già vào mà ăn ngô men đậu này. Lên trên mã là T25 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. 39.000 một chiếc thôi các chị nhá. Chưa, sắp để tối hàng. Cái bán đi. Cô gái Hồng Dốc hết nhiều rồi. Nhiều nó bán. Bán. Lên trên mã là T25 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc rồi ạ. Cái người này lại nhìn quá. Anh đây cho tao một. Yeah, lại cao quá. 39.000 một chiếc thôi các chị nhá. Trang bồi có T25 65 cân không vừa chị ơi. Nghe là đến 60 cân thôi. Đây trên mã là T25 kèm màu. Từ 40 đến 60 cân thôi nhá các chị nhá. Chị Phạm Nhật có T25 mọi người một vừa. Chị Thịnh Nguyễn có T25. Cái này cực ỉu vẫn ăn được. Giòn cái này ỉu. Giòn tan mà ỉu. Chán chị. Chị Kiều Nguyễn có T25. Có chị nào thích ngô sấy không? Chấm lên em tặng cho mọi người ngô sấy ạ. Ngô sấy nhá các chị nhá. Bọn em đang ăn này giòn tan. Đây ngô sấy nhá các chị nhá. Một túi này rất là to luôn nên tặng cho mọi người. 39 có T25 rồi ạ. Chị làm lấy ngô sấy bình luận cho em là ngô sấy kèm số điện thoại nhá. Chị hỏi gì? Đây này, chị hỏi chị kia. Ngô sấy nhá các chị nhá. Chị lại chị Hương ngô sấy bình luận cho em là ngô sấy kèm số điện thoại nhá. Ăn đi em. Đấy, nó đang đợi ngô sấy này hạt. Canh nhau ăn này có chị ạ. Chị lại chị Hương có T25. Đây ngô sấy hạt rất là to nhá. Ngon lắm các chị ơi. Đậu sấy nhà em lại hết mất rồi ạ. Đậu sấy nhà em không còn túi nào luôn. Đây, ngô sấy hạt rất là to đang bị cháy hàng luôn nhá. Ăn rất là ngon luôn ạ. Em tặng cho mọi người 39.000 một gói nhá. Ai lấy ngô sấy bình luận ngô sấy kèm số điện thoại nha em nhá. Ngô sấy kèm số điện thoại nha em nhá. Em tặng cho mọi người 39.000 một gói thôi ạ. 39.000 thôi được nhiều lắm. Một gói rất là to luôn nhá các chị nhá. Bình luận ngô sấy kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Tặng cho mọi người 39.000 một gói thôi ạ. 39.000 một gói thôi các chị nhá. 39 chị làm lấy ngô sấy bình luận em là ngô sấy kèm số điện thoại nhá. Cái bạn này vừa gặp hàng vừa ăn ngô sấy kìa. Ngô sấy kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Đây hạt ngô rất là to vừa cay cay giòn giòn ngọt ngọt đấy ạ. Hèn chi tranh thủ ăn rất là ngon nhá các chị nhá. Tranh đéo nào người chui vào đây gì biết. Ăn ngô. Đây. Ngô sấy nhá các chị nhá. Em tặng cho mọi người 39.000 một gói. Mình điểm có ngô sấy ạ. 39.000 một gói nhá. Được nhiều lắm các chị ơi, ngô sấy được nhiều lắm. Chị Hữu Thị Hương có ngô sấy ạ. Có to đùng luôn. Em qua tặng cho mọi người áo cổ ren nó lông nhá. Mua đằng trước đấy. Cái tim này đằng trước ạ. Đông 6. Cái này tim trước nào? Ai biết được đằng cưới. Ai lấy ngô sấy bình luận cho em là ngô sấy kèm số điện thoại nhá. Em tặng cho mọi người 39 nhà em mà con chị ăn hết một gói luôn ý. Hôm nay lại mua tiếp chị Thiệp Phòng ơi. Ngô sấy rất là ngon luôn ạ. Đây nhé, chỉ có size đến 60 cân thôi ạ. Cổ ren lông này nhá mọi người nhá. Cổ ren lông này rất là đẹp luôn ạ. Kẹo dâu ạ. Có kẹo hoa quả đó chị ơi. Ngô sấy ngon lắm các chị ơi. Cổ ren lông lông này. Ê, thế mà mấy hôm két không biết. Nó to lắm lông ấy. Không biết mặc cái áo này cho nó ấm. Nó to lắm lông đấy. Này. À. Đó quả. Áo ấm bên này mà mấy không rét okay. Không biết mặc này. Ngu vậy. Ngu thế mình sẽ định. Đây, vừa áo đẹp thế này. Vừa ren đẹp bên này. Còn lót lông nữa. Không biết mặc lần nào trước là lần sau. Chán chuyện. À, bao nhiêu tiền áo này? 59.000. Áo cổ ren lót lông nhá, cổ ren tay ren nhá mọi người nhá. Ở trong lót lông cực kỳ ấm luôn. Trong lót lông giờ này nhá chị ơi. Lóng luôn nhá chị nhá. Em tặng cho mọi người mỗi chị một chiếc 59.000 gói rồi. Cảm ơn chị nhá. Ai lấy ngô sấy thì bình luận là ngô sấy kèm số điện thoại nhá. Em cần có ngô sấy 2 túi ạ. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi ạ. 39.000 một chiếc. Một gói ngô sấy nhá. Lại có một chiếc.
39.000 một gói nhá các chị nhá, ngô sấy này. Ngon lắm. Thằng ngon lắm, bé xíu mà nó ăn mới cứng luôn đấy ạ. Nhiều ăn giòn mà cực kỳ ngon luôn. Thằng con ăn cực kỳ to nhá. Tặng cho mọi người ngô sấy là 39.000 một gói nhá. Ăn lấy to ngô sấy bé là ngô sấy kèm số điện thoại nhá. Ngô sấy kèm số điện thoại nhá. Ngô sấy của chị Nguyễn Hoạt ạ. Mọi người cứ bình luận là nhà em có đơn nhá. Lên trên mã này là mã T26 nhá các chị nhá. Cổ gen nốt lông này, cổ gen này, tay gen luôn này. Ở trong giữa này nốt một lốt lông cực kỳ đẹp luôn đây. Đây các chị ạ. Đây ở trong nhá. Ở trong một lốt nốt lông cực kỳ đẹp nhá. Em tặng cho mọi người 59.000 một chiếc. Ai lấy mã này lên trên mã là T26 ạ. T26 kèm số điện thoại cho nhé nhá. Em tặng cho mọi người 59.000 một chiếc ạ. 59.000 một chiếc các chị nhá. Từ 40 cân đến 58 cân mọi người mặc vừa đấy ạ. Từ 40 cân đến 58 cân mặc mọi người mặc vừa nhá. Màu đen này, em có một màu duy nhất màu đen nhá. Cổ khối gen cực kỳ đẹp này, ở trong lốt lông nhá các chị nhá. Lên mã này cho em mã là T26 nhá các chị nhá. T26 kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Em tặng cho mọi người 59.000 một chiếc thôi ạ. 59.000 một chiếc các chị nhá. Lên cho em mã là T26 của chị Đỗ Hoài có ạ. T26 nhá các chị nhá. Áo cổ gen nốt lông cực kỳ sang và đẹp luôn. Vừa sang vừa đẹp luôn các chị nhá. Vừa ấm vừa đẹp luôn ạ. Đây, ở trong lốt lông cực kỳ đẹp luôn nhá các chị nhá. Lên cho em mã là Lê T26 Thủy. Ạ. Chị Lê Thủy có T26 ạ. T26 nhá. Nguyễn Nguyên có T26 rồi ạ. T26 kèm số điện thoại cho nhé. Chị Thùy Linh có T26 ạ. T26 nhá các chị nhá. T26 nhá chị nhá. Em tặng cho mọi người 59.000 một chiếc thôi ạ. Áo Thùy này năm ngoái em bán rồi. 100.000 luôn đấy ạ. 99.000 một chiếc luôn. Ở trong lốt lông nó lắm. Cực kỳ đẹp luôn. Lông nhung luôn. Lông nhung đẹp luôn đấy ạ. Rất là mịn nhá các chị nhá. Em tặng cho mọi người 59.000 một chiếc rồi ạ. Chị Nguyễn Nguyên có T26. Đây chị Mã là T26 ạ. Tay gen cực kỳ đẹp chị luôn các chị. Vanessa có Dương có T26, chị Nguyễn Thị Thủy có T26 ạ. Lên mã cho em. Chị Nguyễn Thỏa có T26 ạ. Có đơn nhá mọi người nhá. T26 kèm với điện thoại các chị nhá. Em tặng cho mọi người 59.000. 59.000 một chiếc thôi ạ. Rẻ lắm các chị ơi. Em ấm cực kỳ luôn. Lên trên mã là T26 kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Thì hàng chân tặng cho mọi người T26 rồi ạ. Chị Thị Nguyễn có T26 ạ. 59.000 một chiếc thôi ạ. Áo này vừa ấm vừa đẹp nha các chị ơi. Chị Như Bùi có T26. Lông ở trong này quá là đẹp luôn. Lông nhung lông luôn các chị nhung. Lông sướng quá luôn. Mềm luôn ấy ạ. Bên trên Dương là Nhật Lâm có T26 ạ. Còn bộ nhung không ạ? Bộ nhung nhà em còn mấy bộ nữa mà chị lấy cho bình luận riêng cho em nhá. Nên mã cho em là T26 kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Nguyễn Bình có T26 ạ. 59.000 một chiếc áo này thôi ạ. Vừa phối đẹp gen vừa ấm nhá các chị nhá. Vừa điệu vừa ấm này. Chị Nguyễn có T26 ạ. Hôm nào ghét mấy cái này mặc ấm này. Chị Hạnh Nguyễn có T26. Chị lên trên mã là T26 kèm số điện thoại nhá. Hôm em qua mã cho mọi người. Nguyễn Định có T26 rồi ạ. Như mã nào nữa? Đây. Thôi mở lên mã này. Mã nào? Bên cho mọi người áo gió lon lông nhá. Cái gì? Bóng ở ngoài cửa kia. Vơ đi hết rồi. Chiều em vơ ra, lúc trưa em vơ ra cửa kia. Thế là thằng Thắm. Này gió, cái gì mà mình lên cho em mã áo. Em lên cho mọi người mẫu áo gió lon lông nhá các chị nhá. Thì Lương chị Lương Phạm Thị có đơn rồi ạ. Bộ nhung tâm nhà em 100.000 một bộ đấy ạ. Chị nào chốt thì chốt ngoài cho nhà em nhá. Nhà em còn có mấy bộ thôi. Mấy bộ nhung tâm thôi ạ. Lên cho mọi người cái mẫu áo gió lon lông nhá các chị nhá. Nhung tâm không có hàng bán luôn. Đây. Có màu hồng như em đang mặc này. Và màu vàng nhá các chị nhá. Đây, và màu vàng nữa ạ. Có size từ 50 đến 62 cân. Từ 50 cân đến 62 cân mọi người vừa nhá. Em hết size bé rồi ạ. Cái này nhà em chỉ còn size từ 50 cân đến 62 cân mọi người mặc vừa nhá. Em tặng nốt cho mọi người 79.000 một chiếc nhá. 79.000 một chiếc. Ai lấy mã này lên cho em mã là L1 à. Cái này là L1. L1 T27 được. Lên mã cho em là T27 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Em có màu hồng như em đang mặc này. Và màu vàng nhá các chị nhá. Áo gió lốt lông rất là đẹp luôn. Ở trong một lớp lớp lông kiều rất là ấm, siêu ấm luôn ấy ạ. Ở ngoài là lớp gió cản gió luôn. Trong này một lớp lông kiều siêu là ấm nhá. Siêu là ấm cho các chị luôn. Em tặng cho mọi người 79.000 một chiếc. Ai lấy mã này lên cho em mã là T27 nhá. T27 nhá các chị nhá. Hả?
Lên cho em mã là T27 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Từ 50 cân đến 62 cân mọi người mặc vừa. Em hết size bé rồi, thông cảm cho anh em. Đấy, em chỉ còn size từ 50 cân đến 62 cân mặc vừa thôi nhá. 60 cân nếu mà chiều nên cao thì à? Vừa. Bộ nhung tâm nhé, có mấy bộ thôi. Có mấy bộ ai chốt thì chốt ngoài thôi, nhà em không còn bộ nhung tâm nhá. Ai lấy mã này lên cho em mã là T27 nhá các chị. Đó nam em không có. T27 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé em nhá. Em tặng cho mọi người nhà chị vừa 79.000 một chiếc ấm. Em cảm ơn chị Anh Thư nhá. T27 nhá các chị nhá. Chị Hiền Phương có T27 ạ. Chị Mai Nguyễn có T27 ạ. Màu vàng và màu hồng. T27 kèm màu kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Em tặng cho mọi người. Chị Mùi Diệu có T27. 79.000 một chiếc nhá. 79.000 thôi, trước bán 99.000 đấy các chị. 79.000 một chiếc. 110 mấy nghìn đấy chứ nhỉ. Quá là đẹp luôn đấy ạ. Chị Quyên Hà chiều báo nhân viên để em là được chị nhá. Áo gió rất là xinh luôn nhé. Mọi người ai lấy mã này lên cho mã là T27 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé em nhé. Tặng lốt cho mọi người 79.000 một chiếc ạ. 79.000 một chiếc các chị nhá. T27 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Hiền Phương có T27 rồi ạ. Chị Đình Điểm có bộ nhung. Lên mã cho em là T27 kèm số điện thoại cho nhé em nhé. Chị Bùi Diệu có T27 rồi ạ. T27 nhá các chị nhá. Hiền Phương có T27. Tặng lốt cho mọi người 79.000 một chiếc thôi ạ. 79.000 một chiếc các chị nhá. Rẻ lắm các chị ơi, vừa rẻ vừa đẹp. Vừa trong lớp nông cực ấm luôn. Non nông kiều lót cả mũ luôn nhá. Đây, mũ cũng có lót luôn đấy. Nông này rất là ấm luôn các chị nhá. Đây, lông kiều rất là đẹp luôn. Đây, cho mọi người xem. Chị Nguyễn Thái có T27 màu vàng rồi ạ. Chị Bùi Diệu có rồi ạ. Lên mã cho em là mã T27 có T27 điện thoại nhá. Lên mã cho em là T27 nhá các chị nhá. T27 xong em qua mã cho mọi người nhá. Em qua mã cho mọi người ạ. Lên mã cho em là mã T27 nhá các chị nhá. T27 kèm màu kèm số điện thoại cho nhé. Các chị ở đây có ai hào hồng hồng máy sấy không ạ? Máy sấy tóc em còn mấy chiếc em tặng lốt cho mọi người nhá. Tặng lốt cho mọi người máy sấy tóc ạ. Có ai hóng máy sấy tóc không cho em xin một chấm nhá. Máy sấy tóc nhá các chị nhá. Có ai hóng máy sấy tóc cho em xin một chấm để tặng lốt cho mọi người máy sấy tóc nhá. Máy sấy tóc nhá các chị nhá. Nẻ quá. Sao không chọn mở mình cái gì? Nó bóng. Cái này ấy về mỏ người ta mất tí. Mỏ đây. Mỏ đây. Chán. Máy sấy tóc nha các chị nha. Còn mấy chiếc em tặng lốt cho mọi người này. Mọi người ai lấy máy sấy tóc bình luận cho em là máy sấy tóc kèm số điện thoại nhá. Máy sấy tóc kèm số điện thoại ạ. Em tặng cho mọi người lốt máy sấy tóc mấy ở Phương Giáng. Mấy móc mấy 69. Tặng lốt cho mọi người 60. Rẻ hơn hôm nọ mình mua 89.000. Và hôm nay em tặng lốt cho mọi người có 79.000 một chiếc áo gió thôi. Ai lấy máy sấy tóc bình luận cho em máy sấy tóc kèm số điện thoại nhá. Em còn tầm gần chục cái thôi ạ. Em tặng lốt cho mọi người 69.000 một chiếc nhá. Nhà em giờ còn 69.000 một chiếc nhá. Rồi các chị ơi. Em bán tặng lốt cho các chị nhá. Do vận chuyển đi vận chuyển lại nên là cái hộp của nó mọi người nhận về nó hơi méo một tí nhá, thông cảm cho nhé, nó hơi méo thôi. 69.000 thôi các chị ơi. 69.000 một chiếc máy sấy tóc. Ai lấy máy sấy tóc bình luận cho em là máy sấy tóc kèm số điện thoại nhá. Máy sấy tóc kèm số điện thoại nhá. Em tặng cho mọi người 69.000 một cái thôi ạ. Dây rất là dài luôn, nó có mỏ vịt đây nhá, mỏ vịt tạo kiểu nhá các chị nhá. Tặng cho mọi người 69.000 một chiếc thôi. Ai lấy máy sấy tóc bình luận cho em mà máy sấy tóc kèm số điện thoại. Ngoài kia còn có 6 chưa? Cái này là 6. 5 cái. Có 5 cái thôi. Ai lấy máy sấy tóc thì lên cho em đơn là máy sấy tóc kèm số điện thoại nhá. Em tặng cho mọi người 69.000 một chiếc thôi ạ. 69.000 một chiếc thôi nhá. Ai lấy máy sấy thì lên cho em là máy sấy kèm số điện thoại ạ. Tặng rẻ cho mọi người 69.000 một chiếc thôi nhá. Hôm qua sao này tốt của vì mà sao còn nhiều hết. Không là nó có có mà lúc đấy ở ngoài kia còn mấy cái hộp nữa. Ai lấy máy sấy tóc cho lên đơn là máy sấy tóc kèm số điện thoại nhá. Mẫu áo.
cái mẫu áo này mỗi màu nó còn mấy chiếc để tặng cho mọi người không chọn màu nhé. Mày đá đẹp thế. Mẫu này đá kiểu gì đẹp này. Tặng mẫu cho mọi người mỗi người một cái. Áo giống cái giống Obe, Xbe gì đấy. Cái giống Xbe chiều hôm qua ấy. Xbe hôm qua nó xinh lắm. Thì là cái này có hoa, đẹp quá các chị ơi. Toàn bộ áo đẹp thôi. Tay nó khác nhau một tí này. Đó các chị nhìn ren nó khác nhau một tí nữa. Có thì có cái ren màu như em đang mặc này. Có một cái kiểu ren đen như này các chị nhá. Đây ren nào cũng đẹp. Có kiểu ren như này nhá. Em tặng cho mọi người không chọn ren cho nhà em nhá. Đấy, đẹp à, thế. Không chọn màu cho nhà em. Không chọn màu, không chọn tay. Đây, không chọn màu, không chọn tay ren nhá. Em tặng cho mọi người mã này 39.000. 39.000 một chiếc các chị nhá. Em tặng nốt cho mọi người 39.000. Cái áo này là đặc biệt là chất kiểu như thun lạnh mát nhá các chị nhá. Em tặng chất cho mọi người 39.000 một chiếc. Tùy chất nhẹ cực kỳ luôn, mặc mát lắm ạ. Đẹp thật đấy. Đây. Em tặng cho mọi người 39.000 lốt nhá các chị nhá, từ 40 cân đến 60 cân các chị mặc vừa. Không chọn màu giúp nhà em nhá. Mình gọi cho em mã là T28 kèm số điện thoại ạ. T28 nhá các chị nhá. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi. 39.000 một chiếc thôi các chị nhá. Không chọn màu giúp nhà em nhá. Màu nào cũng đẹp luôn. Không chọn màu và không chọn cái tay phối này. Có cái tay kiểu như em đang mặc này. Có cái tay kiểu như này. Lên cho em ạ. Cô. Lên mã cho em là T28 à. T28 kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Đẹp lắm các chị ơi. Quần da chị mặc em hết rồi. Quần da nhà em mặc không bán nhá các chị nhá. Quần da này em công bồi các chị đấy. Quần da này là quần kiếm cơm của em đấy. Cái này tặng cho mọi người mát, chất thun lạnh nhị mát cực kỳ luôn. Mọi người nhận hàng áo này tay sò xuống mát luôn ạ. Tặng cho mọi người 39 nhá. Cái áo này ở đâu lẫn vào đây. Cái này cả cọc cả dài. Đẹp thế. Không phải cái áo đấy đâu. Cái áo đấy lẫn ở trong cái cọc đấy. Cộc. Lên mã cho em là T28 nhá các chị nhá. Em tặng chị cho Trần Hương có T28, chị Thuận Nguyễn có T28 ạ. Chị Đỗ Hoài có T28, chị Khánh Ninh có T28, xem lại màu chị đỏ. Chị Dương có T28. T28 nhà em không chọn không màu nhá chị nhá. Chị Hiển Nguyễn có T28 màu ngẫu nhiên đấy ạ. Chị Vũ Hồng có T28. Ừ, đâu cũng ngồi ở đây. Này cần mẫn nữa chứ gì nữa. Cái này còn ít các chị ơi. Mẫn lên mấy chiếc nữa là còn ít thì mới ít. Chị Nguyễn có T28 rồi ạ. Lên mã cho em là T28 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. T28 ấy ạ. T28 này đá cực đẹp. Em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc thôi. Chất này còn mát mịn nữa. Chất là mát lạnh luôn ấy ạ. Mặc nhẹ tênh luôn, mặc như không mặc ấy. Lên cho em mã là T28. Đẹp thế. Chị Trang Bùi nhà em ở mã T28 nhà em không chọn màu nhá các chị nhá. Mọi người thông cảm cho em mã này là em xả còn một ít, em tặng lốt cho mọi người không chọn màu giúp nhà em nhá. Không chọn màu nhá các chị nhá. Hai cái là hai màu. Hai cái các chị được hai màu. Nhà em có ba màu như này nhưng mà có mỗi màu còn một ít ấy. Em tặng cho mọi người không chọn màu chỉ nhá. Chỉ có ba màu thôi các chị ạ. Chỉ có ba màu là thôi mã là T28 chọn màu cho chị nhá. T28 nhá các chị nhá. Nam Phan có T28 ạ. Em tặng lốt cho mọi người 39 một chiếc. Kim Liên có T28. T28 nhà em nó không chọn màu nhá các chị nhá. Ai đồng ý thì lấy giúp em nhá. Lê Thị Vinh có T28. Mã này nhà em không chọn màu, ai đồng ý thì lên đơn giúp em nhé. Đình có T28. Mấy cái màu lạ cũng xinh. Màu lạ cũng đẹp luôn ấy. Chân nó mát lạnh cực kỳ kỳ. Vũ Hồng có T28 ạ. T28 kèm cho điện thoại nhé các chị nhé. Có 39.000 thôi các chị ơi. 39.000 một chiếc rồi quá. Bây giờ nhà em đây là dọn kho nên mà bán rẻ đấy ạ. Tặng lốt cho mọi người. Sắp nghỉ Tết rồi các chị nhé. Chị Yến Tùng chỉ còn có T28. Chỉ 18 ngày nữa thôi ạ. 18 ngày nữa. Còn rất là nhiều hàng chứ ơi, nhà em còn rất là nhiều hàng. Tặng rẻ lốt cho mọi người nhá. Đây mã gì? T28 kèm số điện thoại giúp em nhá. T28 kèm số điện thoại nhá. Em Nguyễn có T28. Em tặng mã này cho mọi người không chọn màu giúp em nhé, không chọn màu ấy ạ. Em tặng lốt cho mọi người ạ. Nên cho mọi người quá. Để sau này toàn những mẫu rẻ luôn. Vừa đẹp, vừa đẹp, vừa đẹp, vừa sang. Mát nữa, nhẹ tinh luôn ấy. Mẫu này mặc đẹp cực kỳ sướng luôn ấy. Ai lấy mã này lên cho mã là T28 nhá. T28 nhá, màu lãng đẹp thôi. Màu da, màu trắng, màu đỏ, màu lãng đẹp. Nhưng không chọn màu chứ mà. Còn một ít mã cộc. Áo cộc này em tặng nốt cho mọi người.
thì quá tiếc các chị ạ. Mẫu áo cọc này nha các chị nha. Mẫu áo cọc này em tặng cho mọi người 39.000 một chiếc nhé. 39.000 một chiếc, lên cho em mã là T29 ạ. T29 kèm số điện thoại nhé. Có một kiểu hình như em đang mặc này và một cái kiểu hình nó khác hơn một tí nhé. Em tặng cho mọi người mã này không chọn nhé các chị nhá. Lên cho em mã là T29 kèm số điện thoại ạ. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa đấy. Ở trong nó có một lớp lót luôn nhá, mọi người không lo mặc rộng nhá. Đây có hai kiểu. Lên cho em mã là T29 nhá. Áo cọc này rất là đẹp luôn ạ. Đây, rất là đẹp luôn nhá. Có tặng một cái tang. Đây, một cái phụ kiện đằng trước này. Lên cho em mã là T29 nhá. Có T29 tặng cho mọi người 39 một chiếc ạ. Áo lông lông này, áo gió hay là áo gì chị ơi? Áo gió thì áo gió lót lông là 79, còn áo lót lông màu đen kia thì là 59. Lên trên mã là mã T29 nhá. Còn Lan Phan có T29 ạ. T29 nhá các chị nhá. Chị Hoa Biển Sao có T29, chị Dung Trần có T29, chị Hiển Nguyễn có T29 ạ. Tặng cho mọi người 29.000 một chiếc áo cọc thôi. Chất quá là chị đẹp Dương luôn. Ngọc Khánh có T29, chị Vũ Dương có T29 ạ. T29 cả số điện thoại nhá các chị nhá. T29 có T29. Chỉ còn mấy chiếc thôi, còn mấy chiếc thôi, em tặng hết cho mọi người. Chị họ Trần Đình có T29. Lu Nguyễn có T29 ạ. Trang Bùi có T29. Áo phao nhé, này không có hàng. Nguyễn Thị Tịnh có T29 ạ. Chị Thị Bằng Cao có T29 ạ. T29 nha các chị nhá. Đẹp lắm các chị ơi. Chị Tâm Thanh Bùi có T29. Chị Nguyễn Thị Thủy có T29. Chị Sen Nguyễn có T29. T29 nha các chị nhá. Em tặng cho mọi người 29.000 một chiếc thôi ạ. 29 một chiếc. Này biết được. Đây. Chị Nhàn Kim có T29 rồi ạ. T29 nhá các chị nhá. T26. Tặng cho mọi người 29.000 một chiếc thôi ạ. Chị Nam Thượng Hải có T29. Chị Nguyễn Loan có T29, chị Tạ Thị Oanh có T29, chị Nguyễn Chuyên có T29, chị Bi Bông Nguyễn có T29. Alo. Chị Bùi Loan có T29 hai cái, chị Nguyễn Loan có rồi ạ. Chị Nguyễn Thị Trúc có T29 ạ. Bà gì ấy? Chị Nguyễn Ngà có T29, chị không. Như Bùi có T28, T29 rồi ạ. Chị Lê Thị Vĩnh có Vinh có T29. Lên cho em mã là T29. T29 ạ. T29 kèm số điện thoại cho em. Tâm Thanh Bùi có 39 một chiếc thôi ạ. Chị Đặng Quyết có T29 một chiếc thôi các chị nhá. Rẻ quá có thể ơi. T29 rồi đấy ạ. Em qua mã cho mọi người nhé. Áo cọc như này có 39.000 một chiếc, toàn những 39 với cả 49.000, 40.000 thôi. 500.000 thì có chị nhờ. 500.000 mọi người có màu mặc. Gánh. Ra chợ mọi người mua rẻ rách cho em mỗi cái áo chất cốt tông đấy, người ta cũng phải lấy mọi người 80.000 đến 100.000. Em đem tặng rẻ cho mọi người. Nặng không phải màu nữa đi. Mã cái má nó lẻ cái tẻ quá. Đẹp nhưng mà lẻ tẻ quá chị. Nó mà nguyên mẫu thì phải mấy chục rồi, có 70 rồi nhưng nó lẻ tẻ quá. Cái mẫu này mặc áo này cái màu hồng đi. Nàng cái màu đỏ đi cho nó chói đi cho nào. Hồng nãy giờ mấy cái. Ai? Đây, mẫu áo cọc này cũng chất mát cực kỳ nhá các chị nhá. Mẫu áo cọc này chất mát cực kỳ luôn. Đẹp quá các chị ơi, mẫu nào cũng xinh. Đính đá quá là đẹp luôn. Dio. Dio các chị ơi. Mã này quá là đẹp luôn nhá các chị nhá. Lại tặng rẻ cho mọi người mã này rồi. Mỗi màu nó được có 10 cái. Đây, có chọn màu. Chọn màu thì không đủ đơn nha các chị nha. Em tặng cho mọi người rẻ mỗi người một chiếc áo này nhá. Tặng rẻ cho mỗi chị một chiếc còn hơn là chọn màu ấy. Tặng rẻ cho các chị nhá. Mấy nghìn thì không chọn màu thì độ 39.000 là được. Em cảm ơn chị Sen Nguyễn rồi, nhà em cắt cho đơn cho chị nha. Cậu hôm nay nghỉ. Cậu hôm nay đi lễ. Đây màu nào cũng xinh luôn nhá. Em tặng cho mọi người mã này không chọn màu giúp nhé em nhá. Lên cho em mã là T30 ạ. T30 kèm số điện thoại nhá. Em tặng cho mọi người mẫu này. Đá Dio xinh quá. Lại số 9 à. Tặng khác số 9 đi nhá mọi người nhá. 40. Mẫu
mẫu này đá đi ô cả người rất là đẹp luôn, bán rẻ không tiếc cơ mọi người, tặng cho mọi người 40.000 một cái nhá. 40.000 một cái, lên cho em mã là T40 luôn ạ. À. T40 kèm số điện thoại cho nhé em nhá. T40 em tặng cho mọi người. Vừa nãy mã T30 à? T30 nhá các chị nhá. Sorry các chị. Chị Lan Phạm có T30 luôn này. Lên cho em mã là T30 nhá. Đang 30 mà em nhảy đến phát bên 40 luôn. Lên cho em mã là T30 kèm số điện đẹp thoại nhá. Đẹp đó chị ơi. Đây, đá đi ô. Đá này. Rất là đẹp luôn nhá. Màu nào cũng đẹp, mọi người không chọn màu giúp em nhá. Đẹp thế. Tiếc đá lắm các chị ạ. Đây, đá này, đính đá rất là chắc chắn và đẹp luôn. T40 nhá các chị nhá. Không chọn màu giúp em nhá. Màu nào cũng xinh. T30, lại T40. Các chị mình lần lại cho em là T30 nhá. T30 nhá. Đây, chị nào đọc tên. Nhiều quá nên bắn bù 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 em không đọc nổi cái chị ơi. Mã là T30 kèm số điện thoại thôi nhé. Thanh chị Nga Thanh có T30 à? Chị Đỗ Hoài có T30, chị Hà Mỹ Ánh có T30. T30 nhá các chị. Em mà không đọc kịp thì mọi người cứ lên số điện thoại là nhà em sắp có đơn nhá. Chị Lan Nguyễn có T30 ạ. Chị Lê Thị Chí có T30. Chị Thùy Ninh có T30 ạ. T30 nhá. Lê Thị Vĩnh có T30. Em tặng cho mọi người có 3. Chị Thùy Ninh có T30 ạ. 40.000 một chiếc nhá. Đẹp lắm các chị ơi. Đính đá quá là đẹp luôn, cực kỳ sang luôn ạ. 40 một chiếc. 40 chục thôi các chị ơi. Một chiếc quá rẻ. 40 chục thôi ạ. Chị Như Bùi có T30 rồi ạ. Quá là đẹp. Giang có T30. Hương Giang có T30 ạ. Chị Ly lên Lan có T30 nhá các chị nhá. T30 ạ. Chị Bằng Cao có T30 rồi ạ. Màu nào cũng đẹp luôn các chị ơi. Lên mã xem là T30 nhá các chị nhá. T30 kèm màu kèm số điện thoại cho nhà em nhá. Chị Duyên Quách có T30 rồi ạ. Gần hết giờ rồi. Hồng Mai có T30. Lên mã cho em là T30 nhá các chị nhá. Em tặng cho mọi người 40.000 một chiếc thôi ạ. Bét kho rồi các chị ơi. 60 cân bét kho rồi. Đấy ạ. Chị Thảo Bán Thảo có T30 nhá. Mua áo này về sắp diện sạch Tết kho quá là đẹp rồi. Chị Nhân Đức Thiện có T30, T29 rồi. Áo này chị Hằng Trần có T30 ạ. Thì cực kỳ đẹp luôn nhá. T30 của chị Hằng Trần màu hồng nào là em không chốt đơn nhá. Nghe nó không chọn đâu nhá. Mọi người lưu ý giúp nhà em là mã này nhà em không chọn màu nhé. Sơn Dao có T30 2 chiếc. Sao làm sao ai như vậy lắm thế nhỉ? Toàn nữ nam bên này chị trên rồi. Chị Vũ Hồng có T30 ạ. Ai anh nhỉ? T30 nhà em là từ 40 cân đến 60 cân nhé chị nhá. Vâng. 40.000 một chiếc ạ. Đẹp lắm các chị ơi. Chị Nguyễn Thị Chị có đơn rồi ạ. Chị Nguyễn Duyên có T30 ạ. T30 nhà em là 40.000 một chiếc, từ 40 cân đến 60 cân ạ. Nhà em ở chị Hoàng Đức có T27 rồi ạ. T30 là nhà em không chọn màu nhé các chị nhá. Nếu chị nào mà chọn màu này nhà em bỏ qua hết đơn nhá. Bỏ qua hết, không chọn màu đâu ạ. Chị Nguyễn Duyên có đơn rồi ạ. T30 kèm số điện thoại nhé các chị nhá. Thế để em bảo nhé em. Nhà em nó nẻ màu lắm nên nó không được chọn màu đâu. T30 kèm số điện thoại giúp nhà em ạ. Chị Hồng Nguyễn có T30 rồi ạ. Chỗ ngoài nhà cây chuông đi vào đấy. T30 nhá các chị nhá. Đẹp lắm các chị ơi. Đá của nó là cực đẹp luôn. Không có thể nào nó không đẹp được. Đây các chị ơi. Anh đưa độc đá rất là đẹp nhá các chị nhá. Trời ơi xinh lắm. Đá rất là chắc chắn và đẹp luôn. Người ta có bảo. Đẹp quá các chị ơi. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh luôn. Cho nên là không còn chọn màu, vẫn đẹp các chị ạ. Thế để em bận nhưng chị em gọi lại cho anh sau nhé. T30 kèm số điện thoại nhé các chị nhá. Lên mã cho em là T30 nhé các có chị T30 nhá. Rồi nhà em là một size co giãn luôn các chị ạ. Một size co giãn luôn các chị nhá. Nên cho em mã là mã này là T30 nhé. Không chọn màu giúp nhé em nhé. T30 màu nào cũng đẹp luôn. Tặng cho mọi người 40.000 một chiếc rồi. Chị Trần Nguyễn Quân, chị cho em xin số điện thoại lại nhá. Để chiều nhà em nhân viên gọi lại nha chị nhá. Chị so lên có T30. Có mã nào? Cái nào kiếm mã nào cuối nay nhỉ? Tặng rẻ đấy chị rồi nghỉ ngay nhỉ. Mã nào tặng rẻ rẻ ấy? Cái áo dinh được kích kìa. Còn một ít thì tặng lúc. Cái nào? Cái áo này là để chất giống nhau. Còn một ít mã này em tặng nốt cho mọi người cuối live nhá. Cái này tay cái này à, cái này tay cho thế. Tay thế. Tay thế sao?
được cái nào đấy. Thế nào cũng đẹp, mỗi cái xinh một kiểu. Em còn gì mấy chiếc áo lẻ tẻ kiểu này nhá các chị nhá. Tay thủy có T30 rồi. Một kiểu nó có dây ngược như này, một kiểu tay nó von như này các chị nhá, cùng một cái kiểu chất nó giống nhau. Chất kiểu như là nó gọi là nhũng nhũng mờ, nó nói chung là chất rất là đẹp luôn. Nó sướt sướt ạ. Em tặng lốt cho mọi người mã này không chọn lốt nhé em nhá. Bố nào cũng xinh luôn đây, màu này cũng đẹp cực kỳ luôn ạ. Tặng cho mọi người mã này bao tiền đây, không chọn giúp cho em nhá. Nhưng mà bán mấy nhỉ? Hả? Cái mẫu này bán mấy? Em tặng cho mọi người mã này có mấy nghìn? 45 nghìn lốt đi. Bình luận xem mà là mã cuối like nhá các chị nhá. Cuối like kèm số điện thoại cho anh em nhá. Em tặng cho mọi người 45 nghìn một chiếc. Có mấy chiếc thôi ạ? Tặng 45 nghìn một chiếc nhá các chị nhá. 30 nghìn là 40 nghìn nhá chị nhá. Xem mà là mã này là mã cuối like nhá các chị nhá. Cuối like em tặng cho mọi người 45 nghìn một chiếc thôi ạ. Áo nhũ dài tay nhá các chị nhá. Mã T30 là 40 nghìn. Em tặng cho mọi người 45 nghìn một chiếc. Còn mã đang mặc là đang đang thấy là cuối like là 45 nghìn. Nên mã này cho em là mã cuối like nhá các chị nhá. Em tặng cho mọi người 45 nghìn một chiếc ạ. Rất là nhầm nó sang trồng trọt. 45 nghìn một chiếc các chị nhá. Em tặng cuối like cho mọi người. 45 nghìn một chiếc ạ. Em tặng mã cuối like cho mọi người nhá. Lên cho em mã là cuối like kèm số điện thoại cho nhé em nhá. Mẫu nào cũng xinh luôn nhá. Có một mẫu tay von kiểu này này, cùng cái chất đấy nhưng mà tay nó von nhá. Có một mẫu như em đang mặc em tặng cho mọi người. Áo dài cuối like à? Cuối like ạ. Cuối like kèm số điện thoại cho nhé em nhé. Em tặng cho mọi người 45 nghìn một chiếc, từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa đấy ạ. Đây cho em là mã là cuối like nhé các chị nhá. Mẫu nào cũng xinh luôn. Đây. Tôi nhìn thấy o đỏ đâu? O có cột trên o đỏ. Đây đây, o đỏ đấy. Nên cho em mã là cuối like nhé các chị nhá. Cuối like em tặng. Ồ. Bao nhiêu cân vừa em ạ? À? Từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa mã này nhá. Chân nó co giãn cực kỳ đẹp luôn ạ. À. Em tặng cho mọi người cuối like nhá. Nên mã cuối like kèm số điện thoại cho nhé em nhá. Cuối like kèm số điện thoại cho nhé em tặng cho mọi người 45 nghìn một chiếc ạ. Rồi cả ra. Cái kia không phải rồi, có phải kéo khóa bên trong. Cái kia có phải kéo khóa đâu mà vô nhanh thế. Cái kia là xoắn ngược lại. Cứ nhìn đằng sau. Lên xem mã là cuối like kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Cuối like ạ, em tặng lốt cho mọi người 45 nghìn một chiếc rồi em nghỉ like nhá các chị nhá. Mọi người ai có đơn, mọi người ai có đơn để ý điện thoại giúp nhà em nhá. Một lúc nữa nhà em gọi điện chốt đơn cho mọi người đấy ạ. Nên nốt mã cuối like cho nhà em nhá. Đây, cuối like mẫu nào cũng xinh luôn. Còn mấy chiếc thôi em tặng nốt cho mọi người 45 nghìn một chiếc. Nên mã cuối like giúp nhà em nhá. Em tặng cho mọi người 45 nghìn một chiếc thôi ạ. Mọi người ai có đơn để ý điện thoại giúp nhà em nhá. Một lúc nữa nhà em gọi điện chốt đơn cho mọi người đấy ạ. Một lúc nữa nhà em gọi điện chốt đơn cho mọi người thôi. Mã áo như còn mấy chiếc thôi em tặng lốt cho mọi người thôi, em không mặc đâu nhé. Nên mã cuối like cho nhé nhá. Cuối like em tặng lốt cho mọi người 45 nghìn một chiếc nhá, rồi em nghỉ like nhá mọi người nhá. Mọi người ai có đơn để ý điện thoại giúp nhà em nhá. Một lúc nữa nhà em gọi điện chốt đơn cho mọi người đấy ạ. Xin chào mọi người nhá.